chương 431, Trần Phàm cái chết. Lạc Kinh Ngữ chỉ là tính cách đạm bạc, không thích cùng người tranh đoạt, cũng không thích tranh luận, nhưng đối với một ít chuyện, nàng xem phá lệ rõ ràng. Cũng biết tiểu sư muội là tâm tư gì, cũng có thể nhìn ra ngũ sư muội cùng lục sư muội lời trong lời ngoài một số không giống bình thường. Nhưng nàng không muốn đi tính toán, càng không muốn vì những chuyện này đi phá hư sư tỷ muội ở giữa cảm tình. Nhưng trong lòng lại cũng không là không hề bận tâm. Nàng cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ chua xót. Nhất là đang cùng Tần Lãng, cùng vị hôn phu của mình, cùng chính mình sau này trưởng phu náo mâu thuẫn thời điểm, các sư muội còn tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, loại kia bi ai cùng đau lòng là không có cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. có thể dưới tình huống như vậy, ban đầu cái kia thịnh nộ, có lý do nổi trận lôi đình, thậm chí là chỉ cái mũi của nàng giận mắng một trận ăn cây táo rào cây sung, nàng đều không có bất kỳ cái gì lý do đi phản bác tần lãng, lại là như thế chuyện đương nhiên, ông nhu như vậy hiền lành trấn an nàng, trấn an nàng, cho nàng lấy quan tâm cùng tin cậy. liền tự như nàng nguyên bản đứng tại hoang vu hoang nguyên phía trên, liếc nhìn lại không giới hạn đều là trụi lũi đá lởm chởm quái thạch cùng mọc thành bụi ố vàng cỏ dại trong lòng hoàn toàn hoang lương cùng thê thảm nhưng có một người từ phương xa dạo bước mà đến mỗi đi một bước dưới chân mọc thành bụi cỏ dại cùng quái thạch đều hoàn toàn bị muôn hồng nghìn tía hoa tươi cùng cỏ xanh bao trùm đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là sắc màu rực rỡ chim hót hoa nở làm cho người ta cảm thấy vô tận điềm tĩnh cùng ôn nhuận đồng thời chăm chú mà đưa nàng cho cầm giữ ôm lấy dùng thân thể của mình đem nàng thê lãnh nội tâm cho ấm lạc kinh ngữ cảm thấy hết thảy tranh chấp đều là không cần thiết hết thảy lo lắng đều là vô dụng. Chỉ cần có dạng này một người có thể tin tưởng nàng, có thể duy trì nàng, liền là đủ. sư tỷ, ngươi đừng kích động như vậy a. À. tần lãng thân thể rất kém, ngươi chỗ này hôn một cái, chỗ ấy hôn một cái, trên người hắn là có miệng vết thương, muốn là không cẩn thận có nước bọt cái gì bắn tung tóe đến trên vết thương của hắn, tạo thành lần thứ hai ô nhiễm làm sao bây giờ a. À. ninh thiên thiên gặp đại sư tỷ cùng tần lãng nhu tình đối mặt, bốn mắt đụng vào nhau, ở trong đó lòng tình mật ý đều nhanh muốn tràn đi ra, nhịn không được chua chua lầu bầu lên tiếng, chen chút tới không ngừng ngồi ở giường đầu, cố gắng dùng cái mông của mình, đem đại sư tỷ cho hướng cuối giường địa phương chen. Có thể, mặc dù như thế, là kinh ngữ vẫn là phản xạ có điều kiện cầm tầng lãng tay cầm, mặc cho Ninh Thiên Thiên làm sao đi chen, đều chưa từng buông ra. Ninh Thiên Thiên mắt thấy tình huống càng ngày càng không thích hợp, chỉ có thể tiếp tục chơi xỏ lá, đặt mông ngồi ở hai người nắm trên hai tay. Có thể vừa ngồi xuống, liền bị người cho bấm một cái, đau Ninh Thiên Thiên kêu lên tiếng, Vũ Mỹ liếc một cái tầng lãng, a, à. Ngươi làm sao cái dạng này a? À? Ngay trước đại sư tỷ mặt, còn dám chiếm ta tiện nghi ngươi muốn là muốn sờ, vậy ít nhất cũng phải chờ đến đại sư tỷ không có ở đây thời điểm lại nói với ta a. À. Bằng không, ta cũng không biết làm như thế nào đáp ứng ngươi. Tốt xấu, đó cũng là ta đại sư tỷ a. À. Tần lãng vô tội trừng lớn hai con mắt, dường như nghe không hiểu ninh Thiên Thiên nói lời. Bị gạt ra một khoảng cách lạc kinh ngữ, trầm mặt mở miệng, là ta bóp. Ngươi quản dạng này gọi mò. Tay cầm bị ngồi đấy lạc kinh ngữ, lần nữa hung hăng bấm một cái. Qua. Ninh thiên thiên lớn tiếng kêu to, đau một cái lão đảo, theo đầu giường động tác có chút lớn mắt thấy liền muốn ngồi tại tầng lãng cái kia trọng thương trên thân thể lạc khinh ngữ nhàn nhạt đưa tay đem cho phát bay đến vài mét có hơn cũng không có té ngã mà chính là thất tha thất thẻo đứng thẳng đại sư tỷ ngươi ngươi làm sao bóp ta à ninh thiên thiên có chút kinh hoảng lớn tiếng nàng căn bản thì không có nghĩ đến cũng có ngày chính mình thế mà lại tại chuyện như vậy phía trên cắm bổ nhào theo đạo lý nói chỉ cần da mặt dày, đem đại sư tỷ đối xử lạnh nhạt nhìn như không thấy liền có thể thỏa thích đi khi dễ tầng lãng ai biết hiện tại đại sư tỷ thế mà học được đi bóp người cái mông đuổi người đi rồi nàng vội vàng cho mấy cái người sư tỷ nháy mắt ra dấu phản phất tại ám chỉ nguy hiểm nguy hiểm thỉnh cầu trợ giúp tiếu băng băng nuốt ngụm nước bọt khẩn trương nói đại sư tỷ ngươi đem tầng lãng tay nắm chặt như vậy làm gì a à? hắn hiện tại thân thể còn không tốt trọng thương đây vạn nhất dẫn đến huyết dịch không tuần hoàn làm sao bây giờ tiếu sở sở gật đầu đúng vậy a à, đại sư tỷ hiện tại tầng lãng lớn nhất vô cùng cần thiết cũng là an tĩnh hoàn cảnh đi tĩnh dưỡng muốn là nếu có thể chúng ta đều ra ngoài, để một mình hắn yên lặng tốt nhất. Lạc Kinh Ngữ cười yếu ớt, chỉ nhẹ nhàng nắm tầng lãng tay cầm, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì tốt, ta liền dạng này nhẹ nhàng nắm, ở chỗ này yên lặng bồi tiếp hắn, một giờ cũng tốt, một ngày cũng được, cứ như vậy một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Các ngươi nếu là không có chuyện gì, liền rời đi thôi. Không tranh không đoạt. Đó là Lạc Kinh Ngữ không có gặp phải mình tại ý sự tình, tại sự tình khác phía trên, nàng có thể cho lấy sư muội, có thể duy chỉ có tầng lãng, nửa phần cũng không nguyện ý đi nhượng bộ. Làm sao có thể dạng này? đại sư tỷ ngươi không thể ỷ vào chính mình bối phận lớn thì chơi xấu a à, ta là tiểu y tiên ta là thích hợp nhất đời ở chỗ này chiếu cố tần lãng muốn đi cũng cần phải là ngươi đi ra ngoài trước ta lưu lại a à. ninh thiên thiên rõ ràng là bắt đầu chính diện cùng đại sư tỷ đấu lên phát huy thân phận của mình ưu thế nạp làm tần lãng bên người thiếp thân thầy thuốc nơi này là ta cùng tỷ tỷ nhà muốn lưu lại cũng cần phải là chúng ta ở lại đây đi lại nói tần lãng là bởi vì chúng ta mới biến thành bộ dáng như vậy mặc kệ là ngươi ninh thiên thiên vẫn là đại sư tỷ đều không có chúng ta đối tần lãng thua thiệt nhiều. Huống hồ, hiện nay tần lãng thương thế bình ổn rất nhiều, cho chúng ta chiếu cố cũng không có gì khác biệt. Tiếu băng băng không cam lòng yếu thế phát huy sân nhà ưu thế, bắt đầu với tư cách chủ nhân, đuổi khách nhân đi. Đánh một trận. Người nào thắng? Người nào lưu lại? Hứa thiền cặp kia đôi mắt đẹp, tại thật dài tóc mái dưới, bột phát ra vẻ hưng phấn. Suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, người nào đánh nhau với ngươi A. Có bản lĩnh, ngươi trở về cùng sư phụ nàng lão nhân gia đánh tới. Dù sao ta là không đánh nhau, ta là tiểu y tiên, ta không thể đi. Nơi này là nhà ta, chúng ta cũng không thể đi, nhất định phải thời khắc hầu ở tầng lãng bên người. Ta là tầng lãng vị hôn thê. Trong phòng, một mảnh ồn ào, liếu riếu, đều là mấy nữ sinh, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi tranh chấp. Nguyên một đám đều dán lên mặt, lẫn nhau nói ưu thế của mình, tư thế kia, kích động tựa như ai có thể lưu lại, sau này liền có thể vĩnh viễn làm bạn tại tầng lãng bên người giống như. Mấy vị các sư tỷ tranh giành tình nhân, triệt để để chết nằm trên mặt đất trọng thương ốm sắp chết Trần Phàm tâm tình hỏng mất nét mặt của hắn không lại bình thản không kèm được sống sờ sờ một người tại một cái giống như là bị trở thành không khí đồng dạng nhất là dưới tình huống như vậy thừa dịp mấy cái người sư tỷ ánh mắt không ở chỗ này tần lãng còn nhìn về phía hắn dùng miệng hình khoa tay khoa phụ hai chữ đang ám chỉ cái gì lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa trần phàm tâm thần rung lên như bị sét đánh hai mắt trừng trừng toàn thân run rẩy hắn nằm trên sàn nhà khóe miệng dần dần có đại lượng máu tươi chảy chảy ra ngoài sinh cơ dần dần bắt đầu tiêu tán cứ thế mà bị tức cắn lưỡi tự vận. Đinh. Chúc mừng ký chủ tức chết khí vận chi tử Trần Phàm, thiên mệnh phản phái giá trị ngay tại tính gộp lại trong tính toán, xin chờ một chút. Chương 432, phục vụ càng ngày càng chu đáo. Thấy thế, Tần Lãng không thể không mở miệng nhắc nhở một câu tranh giành lẫn lộn cùng nhau mấy vị các sư tỷ, cái kia cái gì, các ngươi trước tạm thời dừng một cái, Trần Phàm bên này giống như xảy ra chút vấn đề. Tiếu Băng Băng quay đầu, nhìn thoáng qua, gặp Trần Phàm khóe miệng có máu tươi chảy ra, hồ nghi nói, cắn lưỡi tự vận rồi, Ninh Thiên Thiên nhất thời lắc đầu, có lầm hay không? Cắn lưỡi tự vận. Ngươi làm là đập phim truyền hình đâu? Chính ngươi thử một chút, nhìn như thế có thế không thể chết người. Khẳng định là răng hàm bên trong ẩn dấu độc dược, không thể gặp mọi người chúng ta vì một cái tầng lãng ở chỗ này tranh luận không nghĩ, tâm lý ăn dấm, không nín được, kéo căng không được, đập phá độc dược tự vận. Giống như thật phải chết. Đồng tử cũng bắt đầu tan rã. Tiếu Sở Sở cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Phàm đôi mắt, bình thản nói một câu, vừa nhìn về phía Ninh Thiên Thiên. Ninh Thiên Thiên liếc mắt, nhìn ta làm gì? chẳng lẽ lại còn muốn ta đi đem hắn cứu sống không nói trước gia hỏa này đến cùng là phục dụng cái gì độc dược có hay không chữa trị khả năng liền xem như có thể chữa trị chúng ta không phải liền là muốn giết hắn sao đem hắn cứu sống lại giết cứu lấy chơi đâu mấy cái người sư tỷ lại là tranh giành rùng ben, lẫn nhau nhìn đối phương đều rất không vừa mắt cũng ngay tại lúc này trần phàm đã đã mất đi tự chủ ý thức bằng không nghe được lời nói này trước khi chết tuyệt đối sẽ đem lỗ tai cho trắng lên quá kinh người hắn dù nói thế nào đều là mấy vị sư tỷ lớn nhất thân cận nhất tiểu sư đệ, từng có lúc, hắn cũng tưởng tượng qua mấy vị các sư tỷ đều vần quanh tại bên cạnh hắn, vì một lời một hành động của hắn tranh giành tình nhân. Có thể trên thực tế đâu? Cũng không có. Ngược lại mấy vị các sư tỷ đối với hắn, thường thường lời nói lạnh nhạt. Nếu là mấy vị các sư tỷ một mực như thế thì cũng thôi đi, quan trọng, tại đối mặt cừu nhân của hắn, hận không thể ăn thịt hắn, uống kỳ huyết tần lãng lúc, nguyên một đám muốn nhiều bá đạo có bao nhiêu bá đạo, muốn nhiều ích kỷ có bao nhiêu ích kỷ thì liền luôn luôn đạm bạc yên tĩnh đại sư tỷ đều vì này tranh giành rùng ben loại này to lớn đãi ngộ phía trên trên lịch để trần phàm nội tâm bị đã kích cực lớn lại thêm tầng lãng nói tới khoa phụ hai chữ triệt để để hắn đã mất đi hy vọng sinh tồn hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật như vậy đã khí thế đoạn tuyệt đồng tử tan rã chính là sư phụ nàng lão nhân gia ở đây cũng vô lực hồi thiên hứa thiền tiến lên tại trần phàm trên thân kiểm tra chỉ chốc lát làm ra sau cùng xác định nhìn thoáng qua đại sư tỷ hiếu kỳ nói mang về sao chôn ở trên núi vẫn là ném ra bên ngoài nuôi chó tại sư môn của nàng vô luận là ai chỉ cần là trong môn người sau khi chết đều là đến tán tại sư môn phụ cận có một chỗ nghĩa trang nhưng trần phàm hiện tại tình huống nàng có chút không làm rõ ràng được cố ý hỏi thăm đại sư tỷ lạc kinh ngữ lãnh đạm liếc qua lắc đầu nói giết hại đồng môn trần phàm đã không thuộc về người trong sư môn theo quy củ ta làm vì đại sư tỷ hoàn toàn có thể đem hắn trục xuất sư môn nàng nhìn qua tầng lãng ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đi xử lý cổ thi thể này tần lãng sâu kính thở dài một hơi đang nghe hệ thống nhắc nhở thiên mệnh phản phái giá trị kết toán thời điểm hắn mới cố ý mở miệng nhắc nhở đó là biết coi như ninh thiên thiên muốn đi cứu cũng không cứu sống nổi có thể thật xác định trần phàm tử vong sự thật hắn vẫn còn có chút cảm giác được đồng tình tại một số phương diện tới nói sau này thì thiếu một vị thỉnh thoảng liền sẽ cho hắn cung cấp một nhóm tiếp lấy một nhóm thiên mệnh phản phái giá trị hảo huynh đệ mặc dù nói trần phàm suýt nửa hại tính mạng của ta thậm chí giết hại đồng môn tiếu sở sở cùng tiếu băng băng nhưng dù nói thế nào Vậy cũng là sư đệ của các ngươi, nếu như có thể tán về các ngươi sư môn nghĩa trang tự nhiên là tốt nhất, các bụi trở về với các bụi. Nhưng, gia hỏa này hiện tại là sư môn kẻ bị ruồng bỏ, tự nhiên là không thể bị mang về. Chuyện còn lại thì giao cho ta xử lý đi. Hắn chỉ huy Lạc Kinh ngữ mò ra điện thoại di động của mình, bấm quân tử điện thoại, lên tiếng chào, "Trần phàm tại ta nơi này." Quân tử nghe vậy, nhất thời khẩn trương lên, "Thiếu gia, ngài đang ở đâu? Cả ngày cả đêm đều không có tin tức của ngươi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" ta bên này lập tức liền triệu tập các huynh đệ tiến đến trợ giúp mặc cho cái kia trần phàm lại thế nào giảo hoạt thân pháp lại nhanh cũng nhanh bất quá chúng ta hỏa lực dày đặc bao trùm lưới tần lãng đạm mạc ta không sao trần phàm đã chết là bị sư tỷ của hắn cho cầm đến trước mặt của ta tạ tội nghe hiểu tiếng nói quân tử lập tức cải biến chuyện thiếu gia trần phàm gia hỏa này tuy nhiên cùng ngài không hợp nhau nhưng không thể không nói xác thực có một chút cá nhân chỗ độc đáo cũng tỷ như gia hỏa này mặc dù là người không ra thế nào dọc nhưng thực lực lại phá lệ cường hãn vừa nhìn liền biết sư môn truyền thừa tốt đều là cao thủ hàng đầu đáng tiếc gia hỏa này ngộ nhập lạc lối thì ngươi sẽ vuốt mông ngựa tần lãng tức giận mắng đừng ồn ào tranh thủ thời gian tới đem trần phàm mang đi ra ngoài đốt đi cáo tri quân tử chính mình vị trí nhà trọ về sau hắn liền đem điện thoại cắt đứt sau đó mới nhìn hướng lạc khinh ngữ bọn người các ngươi cũng không cần ở chỗ này tranh chấp ta thân thể của mình ta trong lòng mình nắm chắc quân tử bên kia trên thân còn mang theo một số đặc thù chữa thương dược vật có thể gia tốc thương thế khép lại ta à chỗ này thì không cần các ngươi lại bồi tiếp, nếu như không có sự tình khác, thì mỗi người đều đi làm việc chính mình a, à, có rảnh nhiều liên hệ. Lạc Kinh Ngữ, Ninh Thiên Thiên, Tiếu Gia Tỷ muội, bao quát ẩn sát chi chủ hứa thiền đều ở nơi này. Tổng cộng 5 người sư tỷ. Nói như thế nào đây? Dục tốc bất đạt, quá nhiều sư tỷ tụ tại cùng một chỗ, quan là xử lý mấy cái này nữ nhân ở giữa sự tình, liền đủ để cho hắn bận biểu sức đầu mẻ tráng. Chớ đừng nói chi là, mấy cái này đàn bà đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Một bước sai từng bước sai một cái hai cái, hắn còn có thể nắm, nhân số nhiều, vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, dẫn đến gà bay trứng vỡ, thì xảy ra vấn đề lớn. Ninh Thiên Thiên không cao hứng lầu bầu, ta là tiểu y tiên ai, ta cứu người rất có một bộ, lưu ta ở bên người, lưu không được ăn thiệt thòi, lưu không được mắc lừa, vững vàng không lỗ. Chính ta có thể uống nước, không cần người uy. Tần lãng trợn nhìn Ninh Thiên Thiên liếc một chút. Câu nói này tựa như là nhắc nhở lạc kinh ngữ đồng dạng, lãnh đạm nhìn qua mấy vị sư muội, đều đi thôi, để Tần Lan một người hảo hảo mà tỉnh dưỡng tỉnh dưỡng, có cần thời điểm, lại cho chúng ta biết, tùy thời tới là có thể. Rất nhanh, năm vị sư tỷ liền tại trong căn hộ biến mất không còn một mảnh. Đồng thời, chẳng được bao lâu, quân tử liền dẫn người cùng một số công cụ, chạy tới nhà trọ. Thăm hỏi một phen tầng lãng về sau, dắt lấy Trần Phàm, đi dưới lầu 3 giây đồng hồ thọc 18 đao về sau, dẫn người đem dấu vết lưu lại xử lý không còn một mảnh, mới kéo lấy Trần Phàm ra ngoài. Qua khoảng chừng gần 2 giờ, mới đi mà quay lại. Xử lý tốt. Tần lãng nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn liếc một chút quân tử, quân tử gật đầu đều xử lý tốt dùng súng phun lửa cho lân cận đốt cháy thiêu đi ra cho đều xoa đến cá ăn bên trong nuôi cá chương 433, phong phú thu hoạch thực lực lại tăng gặp thiếu gia nhíu mày quân tử vội vàng nói muốn là đơn giản dạng này đi làm căn bản không có khả năng phí tổn thời gian lâu như vậy thiếu gia ngài yên tâm những cái kia ăn cá ăn con cá đều là sớm bị nuôi nhốt lên lúc này sợ là đã đun sôi cho chó ăn đến mức chó xử lý như thế nào đến tiếp sau còn có đợi thiếu gia ngài tiến một bước phân phó ai tần lãng thở dài ta an bài như vậy có thể hay không lộ ra con người của ta đặc biệt ác độc quân tử trợn to trong mắt hoảng sợ lớn tiếng thiếu gia ngài nói nói gì vậy ta quân tử làm sự tình cùng thiếu gia ngài có quan hệ gì lại nói gia hỏa này đều như thế đối với ngài nghiền xương thành tro đều xem như đối gia hỏa này ưu đãi muốn là đổi lại là bụng dạ hẹp hòi tổ phần đều có thể cho bới thiếu gia ngài cái này truy cứu người trong cuộc trách nhiệm hoàn toàn hạch ý a à. ngươi muốn là nói như vậy ta liền tốt qua rất nhiều tần lãng nhẹ nhàng lắc đầu liên lụy đến vết thương trên người, đau giật giật khóe miệng. Quân tử lo lắng nói, thiếu gia, ngươi cái này tình trạng cơ thể, có phải hay không có chút quá kém? Ngươi để cho ta mang về đưa cho lão gia tử thiên sơn tuyết liên còn tại trên người của ta, muốn không, ngươi trước tiên đem trên người mình thương tổn cho chữa khỏi lại nói. Lão gia tử bên kia, chờ có dư thừa, lại đưa đi chính là. Ngàn năm thiên sơn tuyết liên, dù sao cũng là vật hi hãn, cho dù là đến lão gia tử cái kia cấp bậc, cả một đời cũng chưa từng nhìn thấy qua một gốc. Chứ đừng nói là quân tử, loại này hoặc tử nhân nhục bạch cốt thánh dược chữa thương đối với lúc này tần lãng mà nói quả thực không nên quá quý giá tần lãng lắc đầu từ trong ngực lấy ra một gốc ngàn năm thiên sơn tuyết liên làm thành rau cải trắng giống như gặm ăn gặm đến trong miệng xoan mũi lỗ tai cũng bắt đầu hướng mặt ngoài bốc lên sương mù màu trắng loại kia dược lực đều cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tại thiên sơn tuyết liên thần kỳ hiệu quả trị liệu dưới hắn thương thế trên người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại chỉ gặm ăn non nửa gốc tần lãng liền ngừng phục dụng thiên sơn tuyết liên động tác có thể chữa trị nhưng không cần thiết hoạt động một chút cân cốt từ trên giường sau khi đứng dậy nhìn thoáng qua ngẩn người quân tử thúc giục nói còn đứng ngay đó làm gì đi chẳng lẽ lại còn muốn ở lại nơi này hay sao còn có chuyện muốn đi làm đâu trước mang ta đi một chuyến luân hồi bên kia luân hồi này nương môn độc hành hiệp quá phận bằng không ninh thiên thiên miệng không có đem cửa hắn sẽ không biết này nương môn thụ như vậy thương nặng còn một người trốn đi đi liếm láp vết thương lúc này sợ là ninh thiên thiên cùng lạc kinh ngữ bên kia còn có một số chuyện nhỏ đi xử lý một lát khả năng phản ứng không được luân hồi dù sao cùng trần phàm một sư cửa đám này các sư tỷ tỷ từ mùi cười lên mây bát ghế sau vị quân tử nhẹ nhàng lái xe hơi hướng về luân hồi chỗ nơi ở tiến đến tần lãng nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi hệ thống kết toán đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp thủy chi hô hấp pháp đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp hỏa chi hô hấp pháp đinh khen thưởng dung hợp Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp công pháp, nhật chi hô hấp pháp. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp thuật dịch dung. Khen thưởng dung hợp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp thuật dịch dung. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được súng ống tinh thông. Đinh. Khen thưởng dung hợp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp súng ống tinh thông. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngàn năm thiên sơn tuyết liên kê 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản thể chất 10 dược tề bị 100. Nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh tầng lãng, đầu bên trong đinh đinh, thanh âm bên tai không dứt, một mực vang lên không ngừng. Thẳng đến cái kia máy móc hiệu ứng âm thanh biến mất về sau, hắn mới mặc niệm một tiếng mở ra mặt bản, mở to mắt, ra nhìn lại. Hệ thống mặt bản. Nhân vật, tầng lãng. Tuổi tác, 25. Thể chất, 1100. Mị lực, 99. Thiên mệnh phản phái giá trị, 2800 Công pháp, cử chuyển thiên long quyết, đệ tứ chuyển tăng phúc năm. 0625, thăng đến đệ ngũ chuyển cần tiêu hao 200 vạn thiên mệnh phản phái giá trị, thuần dương bá thể, thổ nạp quyết, thái cực, thần cấp, nhật chi hô hấp pháp, mỗi ngày có thể dùng hô hấp pháp người sử dụng tăng cường thể chất năm, không nhìn hạng mức cao nhất. Kỹ năng, thân hòa LV10, quần thể thân hòa độ 100, thần cấp đàn piano kỹ xảo, thần cấp trà nghệ, thần cấp thư pháp, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp súng ống tinh thông, cao cấp cảm giác nguy hiểm, thần cấp y thuật, thần cấp ca sướng kỹ xảo, thần cấp guitar kỹ xảo, cao cấp tin tức ngăn chặn cục bộ vũ trang sắc bá khí, bất diệt kim thân, bản đầy đủ. Thương thành đang trong quá trình mở ra. Rút thưởng trung tâm đang trong quá trình mở ra, mỗi lần rút thưởng tiêu hao thiên mệnh phản phái giá trị 1000. Hệ thống ba lô đế tiêu bảo kiếm tăng lên trên diện rộng tổng hợp chiến lực, tẩy tủy đang về 310, mỹ nhan hoàng 999, khâu a di chân dung một bản, lật nát, bạch nữ sĩ chân dung một bản, tạng, tuệ tỷ si Lít, nguyệt, dao, em bé, em bé ít một, đâm ba lần, nhân loại con non ở ra rắm túi 20, mới tinh, băng phong ái tình số đặc biệt chân dung bản trí nhớ quả thực 58, nghe thường lưu tiên váy 6, thiên sơn tuyết liên 68. 5. thể chất 10 dược tề 220, thể chất 10 dược tề thăng cấp bản 170. tỷ mỹ quan sát một phen về sau trừ một chút kỹ có thể lên cải biến cùng đồ vật bên trong số lượng xuất hiện một số biến hóa còn lại bắt mắt nhất chính là cái kia một đạo dung hợp rất nhiều hô hấp pháp thần cấp hô hấp pháp nhật chi hô hấp pháp không nhìn không biết xem xét giật mình ấn mở cái kia công pháp xem xét kỹ càng giao diện nhìn qua phía trên một chuỗi văn tự giới thiệu, tầng lãng tâm lý chấn kinh, khó nói lên lời. Thì, thì hắn sao không hợp thói thường? Thần cấp công pháp, nhật chi hô hấp pháp lại có thể để người sử dụng mỗi ngày tăng cường 5 điểm thể chất. Đồng thời không có bất kỳ cái gì phụ diện hiệu quả. Lớn nhất mẹ nó khoa trương là, cái đồ chơi này, thế mà không có cái hạn mức cao nhất. Ý gì? Đây chẳng phải là nói, một ngày tăng lên 5 điểm, một tháng cũng là 150 điểm. Một năm 365 ngày, thêm tại cùng một chỗ, đều mẹ nó có gần gần 2.000 điểm tt tần lãng hít vào một ngụm khí lạnh vì toàn cầu biến ấm làm ra yếu ớt cống hiến yên lặng cảm thụ được nhật chi hô hấp phát hô hấp tiết tấu cùng trọng yếu khí lưu phương hướng tần lãng dần dần nội liễm tâm thần cả người đều như là giống như là một viên bên trong ẩn dấu vô tận nhiệt lượng lò lửa lớn đồng dạng thân thể biến đến nóng bỏng lên liền mây bát bên trong nhiệt độ đều tăng lên mấy cái độ quân tử quay đầu nhìn thoáng qua thỉnh thoảng cao mày thiếu gia cùng cái kia nhíu chặt lấy mi đầu không nói hai lời đạp xuống chân ga mây bát tốc độ cọ lập tức thì tăng lên không cần phải nói, lúc này, chỉ cần đem thiếu gia đưa đến luân hồi bên kia thì xong việc. Đến mức luân hồi lại là một cái kết quả như thế nào, có thể hay không cầu xin tha thứ, gọi cứu mạng cái gì. Cái này hắn không muốn quản, cũng không quản được. Chỉ có thể hy vọng luân hồi tiểu thư, tự cầu phúc đi. Chương 434, Luân hồi cùng bắt cảnh ân oán. Đinh. Kịch bản mới đã dung nhập thành công, cần hao phí 800.000 thiên mệnh phản phái giá trị xem xét, ký chủ phải chăng sớm biết. Ngồi ở hàng sau mây bắt phía trên tầng lãng, đang quen thuộc nhật chi hô hấp pháp về sau trong đầu vang lên băng lãnh máy móc âm liền suy nghĩ đều không mang theo lập tức chuẩn tấu nói vâng nương theo lấy liên tiếp mắt lạnh chi ý tại trong đầu lưu chuyển quét tán ra đến đối với đến đóng lấy cái này khí vận chi tử phó bản tần lãng cũng dần dần nắm giữ tuyệt đối thượng đế thị giác cùng hắn nghĩ không có kém kịch bản mới cũng là long vương người ở rễ khí vận chi tử tên gọi diệp thần ở rễ ba năm liền lão bà tay đều không có chạm qua ba năm đến nay trong gia tộc cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt phu nói giặt quần áo nấu cơm mọi thứ tinh thông, đến buổi tối lúc ngủ, đều là trong phòng ngã ra đất nghỉ. Lớn nhất biệt khuất nhất chính là, cùng lão bà ngủ giường lớn trung gian, còn kéo lên một đầu phòng thông sáng màn cửa, tương đương với bị lấp kính bức tường vô hình chặn lại. Sách Tần lãng khi hiểu được so tiểu ngọc biết, còn muốn tình huống cụ thể về sau, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Cái gì đồ chơi? Chỉ như vậy một cái đại nam nhân, ba năm qua lại có thể kìm nén đến ở. Cùng lão bà ở tại trong một cái phòng, vậy mà ba năm đến nay, cả tay đều không có kéo qua cho dù là cửi tiểu lò điện đưa đón lão bà đi làm giữa hai người đều là cách rất xa lão bà tay vẫn luôn là đảo ngược dắt lấy tiểu lò điện phía sau cản lưng từ trước tới giờ không từng ôm chầm dịp thần eo cái này muốn là đổi lại là tần lãng cùng cái kia bà nương sớm chiều ở chung nhanh thì ba ngày chậm thì nửa vần trăng nếu là không để cái kia bà nương chính mình chủ động ngoan ngoãn chui vào trong chăn đi hắn cái này không xứng được xưng là thợ săn tiền thưởng không xứng nắm giữ pháo giáp đạo hiệu càng không xứng đối ngoại tuyên bố thiên hạ tiên tử ba trăm vạn gặp ta cũng cần tận không lưng cũng là có một chút để tần lãng mang trong lòng khúc mắt cái kia bà nương cùng diệp thần là trên danh nghĩa phu thê tuy nói đi cũng không có lĩnh qua giấy hôn thú cũng không có phu thê chi thực càng không có lấy lão công lão bà tương xứng hô thậm chí ngay cả tay nhỏ đều không kéo qua nhưng dù sao cái đồ chơi này tần lãng vẫn có chút để ý luôn cảm giác có chút đối phó cũng không biết đến cùng nên làm như thế nào đi xử lý cái này bà nương rồi nói sau đến lúc đó nhìn tình huống muốn thực sự cái kia bà nương có thể cung cấp đại lượng thiên mệnh phản phái giá trị, có thể làm cho Diệp Thần xuất hiện trên tâm cảnh mặt hỗn loạn, mang đến cho hắn đại lượng thu hoạch. Vĩ quốc vĩ quốc chính mình loại chuyện này, tần lãng cố mà làm, còn có thể đi miễn cưỡng chính mình một hai bốn năm sáu lần. Thiếu gia, đến luân hồi tiểu thư chỗ ở. Quân tử đem mây bác ngừng bình ổn về sau, mở cửa xe, không lưng đối với chính đang suy tư tần lãng nhẹ giọng nói một tiếng. Tần lãng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, theo sát lấy liền xuống xe, nhìn lên trước mặt không có một ai của kỹ tiểu khu, hồ nghi nhíu mày, chuyện gì xảy ra cái này của kỹ tiểu khu làm sao lại an tĩnh như vậy liền nửa điểm bóng người đều không gặp được nơi này là thiên hải thành phố vùng ngoại thành một chỗ tương đối xa xôi an trí tiểu khu ở tuyệt đại đa số đều là một số người lớn tuổi trong ngày thường là thuộc loại này tiểu khu náo nhiệt nhất khắp nơi đều là tản bộ đại gia đại mụ không giống như là một số thương phẩm phòng đều là xả súc ba ngày cơ hồ không nhìn thấy người quân tử miếng môi cũng theo cổ quái nói thầm lên là có điểm gì là lạ cái này tiểu khu an tĩnh có chút quá mức giống như là bị trống rỗng đồng dạng trong lòng hai người đều mang hiếu kỳ cùng nhau đi vào tiểu khu cửa lớn vừa đi không bao xa liền có hai tên thân mang chế phục nam nhân không biết từ chỗ nào chui ra ngăn ở trước mặt hai người lạnh giọng quát lớn bắt cảnh làm việc người không có phận sự tránh lui tần lãng nhìn về phía quân tử buồn cười nói bắt cảnh người ngư bức như vậy quân tử gật đầu bắt cảnh chi vương người xưng chiến thần bao che nhất trăm vạn bắt cảnh quân từng cái kiêu dũng thiện chiến bá đạo nhất vậy ta đi tần lãng cười dương lên khóe miệng quân tử hiểu ý tiến lên một bước nhìn qua hai tên thân mang chế phục nam tử lạnh lùng nói bắt cảnh người xuất hiện tại thiên hải thành phố còn phong tỏa toàn bộ tiểu khu có phong tỏa lệnh sao hai tên bắt cảnh người theo tần lãng cùng quân tử trong lúc nói chuyện với nhau liền nghe được một số manh mối lại gặp quân tử đối bắt cảnh như thế hiểu rõ không thể không coi trọng mấy phần hồ nghi nói các ngươi là ai cái này trong cư xá ẩn giấu một vị nhân vật hết sức nguy hiểm hiện đã bị chúng ta bắt cảnh khóa chặt chuẩn bị mời nhất tinh tướng chủ tru sát đến đón lấy nơi này sẽ biến thành chiến trường ngươi chờ nếu là không có việc quan trọng nhanh chóng tránh lui các ngươi làm chuyện của các ngươi, chúng ta đi dạo chúng ta, cùng các ngươi không có quan hệ, nếu như bị liên lụy đến, chính chúng ta phụ trách. Quân tử móc ra một cái sách nhỏ, sáng tại hai tên bắt cảnh người trước mặt. Chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, hai người liền cau mày lui ra. Không có cách, bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này hơn 30 tuổi nam tử, thế mà lại cùng bọn hắn mời nhất tin tướng chủ là một cấp bậc tồn tại. Chính là bọn họ bắt cảnh người, cũng không có khả năng đối loại thân phận này người nhắm mắt làm ngơ. Vượt qua hai người tuyến phong tỏa về sau, tần lãng cùng quân tử đi tại tiến về luân hồi ở tiểu khu lầu trên đường quân tử cố ý đè thấp thanh âm tránh cho bị một số theo dõi người giám thị nghe được thiếu gia những thứ này bắt cảnh gia hỏa một cái sau một cái càng rỡ thì vừa mới cái kia hai cái thả trước kia liền lão hoàng bọn họ cấp bậc đều không nhất định đạt tới nhưng không có cách nào đó là bắt cảnh người có chiến thần tồn tại cho bọn hắn tăng thêm một đạo kiên cố hậu thuẫn vô luận là đối mặt nơi nào người đều lại không chút nào sợ hãi vì để tránh cho phiền phức ta cảm thấy vẫn là tạm thời không muốn cùng đám gia hỏa này xung đột chính diện tương đối tốt. Nếu như có thể mà nói, ta có thể phái người đem luân hồi tiểu thư từ nơi này bí mật vận chuyển rời đi. Đến quân tử cấp bậc này, lại thế nào không rành thế sự cũng đại khái có thể đoán được, bắt cảnh người phong tỏa cái tiểu khu này cùng luân hồi có thoát ly không được quan hệ. Cũng chỉ có luân hồi thân phận như vậy cùng thân thủ, mới có thể để bắt cảnh người đều coi trọng như thế, cần mời nhất tin tướng chủ tự mình xuất thủ. Thân phận của hắn bây giờ địa vị, hoàn toàn có năng lực, thông qua một số thủ đoạn, đem luân hồi theo tuyến phong tỏa bên trong cho vận đưa ra ngoài. Chỉ cần vị kia nhất tinh tướng chủ còn không có kịp thời đuổi tới, liền sẽ không bạo phát chính diện xung đột. Liền xem như vị kia nhất tinh tướng chủ đến, hắn cũng sẽ không e ngại, cũng là sự tình sẽ biến càng thêm phiền toái một chút thôi. Xem ra, người này xưng chiến thần bắt cảnh chi vương hoàn toàn chính xác rất lợi hại a. À? Tần lãng cảm thán, cũng không biết, những thứ này bắt cảnh gia hỏa, có biết hay không, bọn họ chỗ kính ngưỡng chiến thần, hiện tại lúc này, ngay tại làm một cái quốc người ở rễ vẫn là loại kia rõ ràng có vô cùng lớn thân phận, còn hết lần này tới lần khác làm sao cũng không nguyện ý bại lộ, suốt ngày đến muộn bị cha vợ mẹ vợ nói móc châm chọc kẻ bất lực. Xuống lầu dưới về sau, Tần Lãng để quân tử ở chỗ này chờ, tự đi lên lầu. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa luân hồi thân phận ra ánh sáng. Đang đuổi giết Trần Phàm trên đường, luân hồi không chỉ một lần gây nên đoàn thể chú ý, vẫn là mượn từ này, tiếu gia tỷ muội mới kịp thời đuổi tới. Để dịp thần người biết luân hồi hạ lạc, cũng là hợp tình lý. Cũng là ở trong đó, có một ít bí ẩn, cũng không tại trong vở kịch, hắn cần muốn đích thân bánh xe phụ về cái kia bên trong đạt được xác nhận. Cùng khí vận chi tử đối nghịch, cùng diệp thần đối nghịch, thì tất nhiên tránh không khỏi bắt cảnh cái này không thể coi thường tồn tại. Hắn đổ là có chút hiếu kỳ, cái này bắt cảnh đến cùng có cái gì ngư bức chỗ. Tùng tùng. Đi tới cửa chỗ, tần lãng gõ gõ cánh cửa phi. Trong phòng, truyền đến luân hồi hữu khí vô lực thanh âm, ngươi đi nhanh đi, nhanh rời đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tần lãng biết luân hồi ý tứ, đơn giản là biết bắt cảnh người đến truy nã nàng, cố ý phủi sạch quan hệ, không muốn liên lụy. Nhưng muốn là dựa theo bình thường thói quen, không thiếu được đến lãng phí một đoạn thời gian đi cùng luân hồi dây dưa, hỏi han ân cần. Loại này có đầu đường thói quen, tần lãng đã có chút mệt mỏi, cũng khinh thường tại đi sử dụng. Liền lạnh hừ một tiếng, khó chịu nói, tốt, ngươi có thể đứng ở trên lầu mắt thấy ta đi tới, nhưng lại không biết mở cửa nên đón ta, ngược lại là đuổi ta rời đi. Vậy ta còn tới nơi này làm gì? Ta đi còn không được sao? Hắn bên này vừa mới chuyển thân, chuẩn bị rời đi, cửa phòng liền bị người từ bên trong mở ra, sắc mặt tái nhợt luân hồi cắn hàm răng, kéo lại tần lãng cánh tay, không, không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Đó là dạng gì con? Tần lãng quay đầu, tức giận chất vấn. Luân hồi thò đầu ra, quan sát một phen về sau, rất nhẹ kéo tần lãng cánh tay, ngươi trước tiến đến, có một số việc không tiện ở bên ngoài nói. Nàng tình nguyện mình bị bắt cảnh người cho bắt đi, cũng không muốn bị tần lãng cho hiểu lầm. Chỉ có thể đàng hoàng đem tần lãng cho mời đến trong phòng, vì đó rót một chén trà, đặt ở trên bàn trà. Sau đó ngồi liệt ở trên ghế salon, có chút hụt hơi nhẹ giọng bên ngoài đã bị người phong tỏa người lúc tiến vào chẳng lẽ không ai ngăn cản sao biết a à, bắt cảnh người nha vậy thì thế nào ta muốn vào đến thì tiến đến muốn đi ra ngoài thì ra ngoài quản bọn họ chuyện gì tần lãng nhấp một miếng trà nóng nhìn qua hữu khí vô lực luân hồi người thương thế còn chưa lành cái này không trọng yếu luân hồi lắc đầu đánh gãy tần lãng đặt câu hỏi cắn răng có chút hối hận nói ta đã từng tiếp vào qua nhiệm vụ ám sát qua bắt cảnh một tên cao tầng cái kia cao tầng tự hồ là phản đồ nhưng không để cho bắt cảnh bắt đến chứng cớ xác thực. Nhưng ta đem ám sát về sau, đã xúc phạm bắt cảnh nghịch lân, vẫn luôn bị bắt cảnh truy nã bên trong, lần này bại lộ tung tích, rốt cục để những người này tìm đến cơ hội đem ta chặn lại. Chuyện kế tiếp sẽ rất khó làm, ngươi mau từ nơi này cách mở đi. Mặc dù nói, gia tộc của ngươi địa vị rất lớn, nhưng bắt cảnh chiếm cứ một cảnh chi địa, vì sự bao la. Lại có trăm vạn bắt cảnh chiến sĩ, chính là tần gia cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, càng không khả năng đi tùy tiện phát sinh xung đột. Vì ngươi, cũng vì tần gia, ngươi cũng không cần lại cùng ta dính dáng đến quan hệ thế nào. Nàng có chút tâm lý không thoải mái, trước kia nàng, luôn luôn như vậy tự do, bỏ mặt chính mình, tùy tâm sở dục, chỉ cần nàng biết cái kia ám sát bắt cảnh cao tầng không phải người tốt, không cần gì chứng cứ, giết chính là. Cho dù là bị chỉnh cái bắt cảnh truy nã, cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng bây giờ, có tâm lý quan tâm người cùng sau đó, nàng biến đến cẩn thận từng ly từng tí, biến đến khắp nơi cũng không dám quá mức làm càng. Đến mức, bắt cảnh người đều đem nàng ngăn ở cái tiểu khu này bên trong, nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lo lắng sẽ dẫn tới một số không cần thiết phiền phức. Nhất là nàng gần nhất, trải qua thường xuất hiện tại tầng lãng nơi ở phụ cận, nếu là bị người thẩm tra đến một chút tung tích, chẳng phải là muốn liên lụy đến tầng lãng. Chớ đừng nói chi là hiện tại tầng lãng còn tại đông đảo dưới ánh mắt, đi vào chỗ ở của nàng. Không thể không tránh hiềm nghi a. À. Không đuổi tầng lãng đi, nàng còn có thể làm sao? So lên an nguy của mình, nàng sợ hơn tầng lãng sẽ bị luôn luôn bao che khuyết điểm bắt cảnh chiến sĩ cho nhớ thương phía trên ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân mới đuổi ta đi. Tần lãng cao mày, tiến đến luân hồi trước mặt, tức giận tại đầu của nàng phía trên, vỗ nhẹ, ngươi có phải hay không ngốc? Ta đã đều đã tiến đến, vì sao không biết ngươi bây giờ thân ở nguy hiểm bên trong? Muốn là ta sợ hãi, có lẽ lo lắng bị liên lụy đến, cùng lắm thì đang bị người ngăn chặn lúc rời đi chính là, vì sao còn muốn cư cư cố chấp? Ngươi liền nghĩ qua vì ta cân nhắc, có nghĩ tới hay không vì chính ngươi cân nhắc? Một khi đợi đến những người kia xuất thủ, ngươi làm sao bây giờ? Là thúc thủ chịu trói, vẫn là cá chết rách lưới luân hồi trong mắt có tuyệt đối tự tin bắt cảnh chiến sĩ cũng vô pháp tùy tiện đối với ta tạo thành thương tổn tần lãng dùng ngón tay tại luân hồi trên thân nhẹ nhàng chọc chọc hiếu kỳ nói chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này dập nát thân thể không cần quá tồn tại cường đại xuất thủ chỉ cần một đám tạp ngư tiêu hao một đoạn thời gian chính ngươi đều có thể đem chính mình cho giày vò chết hắn lấy ra một nửa ngàn năm thiên sơn tuyết liên đưa tới luân hồi trước mặt lấy giọng ra lệnh phá lệ nghiêm túc phân phó nói đem cái này ăn đây là luân hồi mặc dù không phải y đạo xuất thân nhưng cùng tiểu sư muội tại sư môn thời điểm thường xuyên liên hệ cũng biết một số dược tài phương diện tri thức nàng thường thấy những cái kia trân quý kỳ hoa dị thảo lại không có một gốc có thể cùng lúc này tần lãng trong tay nắm lấy cái này một gốc có thể đánh đồng tự như là trên điển tịch ghi lại thánh dược chữa thương đồng dạng cánh hoa đều bày biện ra một loại hơi mờ trạng thái còn phiêu tán một cổ hư huyễn sương mù màu trắng quá mức khiến người ta chú mục ngàn năm thiên sơn tuyết liên thánh dược chữa thương để ngươi ăn ngươi thì ăn nói nhảm nhiều như vậy làm gì tần lãng lạnh hừ một tiếng sau khi mắng một tiếng liền ho kịch liệt hắn che miệng nhìn qua mặt lộ vẻ không tình nguyện không muốn phục dụng luân hồi mặt lạnh lấy tiếp tục quát lớn ta đã ăn hơn phân nữa còn lại cũng là cố ý mang tới để ngươi phục dụng chẳng lẽ lại ngươi muốn để cho ta đi không được gì chuyến này lại nói cái này ngàn năm thiên sơn tuyết liên đối với các ngươi mà nói là vô cùng trân quý đối với ta mà nói lại không có như vậy trân quý tùy thời tùy chỗ liền có thể ăn được một gốc cùng gặm rau cải trắng giống như không cần để ý thế nhưng là luân hồi do dự nhìn vẻ mặt kiên quyết tần lãng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận còn lại nửa cây ngàn năm thiên sơn tuyết liên. Nếu là thật như là Tần Lãng nói, cái này thiên sơn tuyết liên cùng rau cải trắng giống như, vì sao Tần Lãng chính mình chỉ phục dụng một nửa? Nếu là thật sự dễ dàng như vậy đạt được, Tần Lãng liền thương thế của mình đều không có khỏi hẳn. Rõ ràng, Tần Lãng nói cũng là nói láo, là cố ý an ủi để cho nàng ăn vào thiên sơn tuyết liên lấy cớ. Nam nhân này, luôn luôn như thế khẩu thị tâm phi. Theo nhìn thấy mặt thứ nhất bắt đầu, đã là như thế, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Cũng đúng là như thế mới đem nàng cho mê đến, liền trong mộng đều không nở để Tần Lãng rời đi. Sách. Tần Lãng tắt lưỡi, nhìn lên trước mặt như si như say nắm nhìn hắn luân hồi, trong tay còn cầm lấy một gốc bị hắn gặm ăn hơn phân nửa Thiên Sơn Tuyết Liên. Không biết lúc này, lâm vào cái dạng gì tự mình não bổ trong mộng đẹp. Hắn không khỏi không cảm khái, nữ nhân này nha, hoặc là không có tay, hoặc là đắc thủ, trước sau cũng là hai thái cực. Trước kia luân hồi, đối với hắn kêu đánh kêu giết, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Hiện tại lúc này, sợ là để cho nàng hướng đông, nàng tuyệt không hướng tây. Để cho nàng ăn gà, tuyệt không làm thịt chó. Chương 435, bắt cảnh người tới. Người riêng này ai à nhìn ta chầm chầm nhìn làm gì? Tần lãng đem còn lại non nửa thiên sơn tuyết liên cho xé mở, từng mảnh từng mảnh hướng luân hồi trong mồm nhét, thỉnh thoảng ngón tay có thể cảm nhận được hắn bờ môi nở nang cùng ấm áp. Tại hắn cưỡng ép cho ăn dưới, phục dụng thiên sơn tuyết liên luân hồi, thương thế trên người, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ khép lại. Trước kia vết thương trên người sẹo đều đã tại mỹ nhan hoàn tác dụng dưới, chữa trị hơn phân nữa, nhưng trong ngũ tạng lục phủ bên trong thương tổn, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ở đây đợi thánh dược chữa thương tác dụng dưới, không tới mấy phút thời gian, đã tốt hơn hơn nữa, sắc mặt cũng theo giấy dầu giống như trắng xám, dần dần khôi phục có chút huyết sắc. Hô. Hồ. Luân hồi hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được thể nội bàn bạc dược lực, không khỏi không cảm khái, cái này ngàn năm thiên sơn tuyết liên, quả nhiên là thánh dược chữa thương. Đủ rồi, còn lại ta sẽ không ăn khôi phục ngũ thành thực lực đủ để theo đám kia bắt cảnh người trong vòng vây đào thoát luân hồi đưa tay đem cho ăn thiên sơn tuyết liên tầng lãng cho ngăn trở ngăn lại thứ này quá trân quý ăn nhiều thì lãng phí có thế trân quý cỡ nào để ngươi ăn thì cho ta thành thành thật thật ăn hết khỏi hẳn mới tốt tần lãng không thể nghi ngờ đem thiên sơn tuyết liên ném cho luân hồi khôi phục ngũ thành liền muốn theo đám kia bắt cảnh gia hỏa dưới tay đào thoát ngươi làm những cái kia là người bình thường từng cái đều là kiêu dũng thiện chiến chiến sĩ huống chi đều đã có nhất tinh tướng chủ tiếp nhận mời ngay tại trên đường chạy tới. Ngươi xác định chính mình ngủ thành thực lực, có thể yên ổn đào thoát. Lại nói, trốn được nhất thời, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể trốn được cả một đời. Sớm muộn phải giải quyết sự tình, kéo lại dài thời gian cũng là phải đối mặt. Luân hồi cắn răng, cái kia có thể làm sao? Sự tình đã làm, tên kia cao tầng đã thành dưới đao của ta vong hồn, giải thích thế nào đi nữa cũng là uổng công, mà lại tại cái kia tên cao tầng bị ta ám sát về sau, hết thảy liên quan tới tên kia bí mật hồ sơ đều đã bị tiêu hủy. Căn bản liền không tìm được chứng cứ, đối mặt hung mảnh bắt cảnh chiến sĩ, căn bản cũng không phải là dựa vào nói đạo lý có thể giảng thông. Chuyện này thật không có người nghĩ đơn giản như vậy, liên lụy rất lớn, rất có thể sẽ đem tên kia bắt cảnh chiến thần đều cho liên lụy đi ra. Đến lúc đó, liền là các ngươi tần gia cũng sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tần lãng nhíu mày, lời tuy như thế nói, nhưng việc quan hệ cá nhân của ngươi an nguy, ta ở chỗ này còn có thể chiếu ứng một hai, có thể giải quyết thì tranh thủ thời gian giải quyết vạn nhất tại ta không biết được địa phương ngươi bị đám kia bắt cảnh người chặn lại đến lúc đó thật xảy ra điều gì sai lầm liền xem như hối hận vậy lúc này đã chậm chuyện còn lại ngươi cũng không cần nói để ta giải quyết là được bắt cảnh chiến thần ra mặt cái kia dịp thần sao sợ là cái giờ này cái kia gọi dịp thần bắt cảnh chiến thần ngay tại mẹ vợ nhà tại cho lão bà đầu nước rửa chân lại hoặc là tại tẩy bồn cầu a ở trễ ba năm cái kia gọi dịp thần chiến thần đã sớm cùng bắt cảnh quân đạm mạc không biết bao nhiêu toàn tâm toàn ý đều tại đàn bà trên thân, căn bản cũng không từng cân nhắc chú ý qua bắt cảnh chân chính tình huống. Sợ là liền cái kia bị luân hồi xử lý cao tầng là ai, đều không nhất định biết được, như thế nào lại bởi vì chuyện này ra mặt. Tâm lý biết thì biết, nhưng tầng lãng sẽ không nói. Luân hồi càng là đem chuyện này hướng nghiêm trọng phương diện suy nghĩ, hắn làm ra nỗ lực thì càng có thể trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Căng dặn một lát sau, tầng lãng để luân hồi ăn vào còn thừa toàn bộ thiên sơn tuyết liên, chờ đợi hắn thương thế trên người khỏi hẳn, mới nắm tay của nàng, đi xuống lầu nhỏ dưới lầu chờ lấy quân tử nhìn thấy hai người nhất thời xông tới tại tầng lãng bên tai nhỏ giọng lầu bầu nói thiếu gia chung quanh đây tụ lại bắt cảnh chiến sĩ càng ngày càng nhiều những cái kia theo dõi gia hỏa cũng càng ngày càng cuồng vọng cơ hồ đều đã là trên mặt nổi đem chúng ta cho bao chè trôi nước ra ngoài tầng lãng đạm mạc phân phó một tiếng lôi kéo luân hồi tay nhỏ dịu dàng từng bước từng bước hướng về tiểu khu lối vào đi đến ba người đi còn không có một khoảng cách nhất thời có một loạt tiếp lấy một loạt thân mang chế phục chiến sĩ vọt ra so với tầng lãng lúc tiến vào muốn càng thêm khí thế bức người trong tay đều nắm lấy chế thức vũ khí, đều nhịp nhắm ngay luân hồi phương hướng, lạnh nói quát lớn, các ngươi hai cái rời đi có thể, nữ nhân này nhất định phải lưu lại. Khẩu khí thật lớn, nơi này là thiên hải, không phải là các ngươi bắt cảnh. Tại thiên hải không kiên nể gì như thế, không có phong tỏa lệnh thì dám đem cả tòa tiểu khu sớm trống rỗng, là ai cho các ngươi lá gan? Quân tử sắc mặt âm trầm như nước đi lên phía trước ra một bước, lạnh hừ một tiếng, lão tử hôm nay chính là muốn ra ngoài, còn muốn cùng đi ra. Lão tử cũng là muốn nhìn một chút, các ngươi ai dám ngăn cản đường? hắn long hành hổ bộ tận lực tăng lớn bước bước hơn 20 vị bắt cảnh chiến sĩ đều nhịp đem chế thức binh khí nhắm ngay quân tử đối mặt sắc bén lưỡi dao sắc bén quân tử hồn nhiên không sợ một mình nên đón tiếp lấy dù là chỉ cần một chút chuyển dời một chút khoảng cách liền sẽ không bị lưỡi dao sắc bén cho quẹt làm bị thương nhưng hắn lại không tựa như là cố ý dùng cái cổ trực diện lưỡi dao sắc bén phốc phốc tên kia chính đối quân tử bắt cảnh chiến sĩ theo bản năng đem binh khí thu hồi hắn biết trước mặt vị này lại thế nào cùng vọng nhưng ở thân phận và địa vị phía trên đều giống như là sắp đến cái vị kia nhất tin tướng chủ căn bản cũng không phải là bọn họ những người này có thể đi mạo phạm nhưng cuối cùng tốc độ là chậm một chút quân tử cái cổ bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ chảy ra đỏ tươi huyết dịch tt quân tử hít vào một ngụm khí lạnh thống cổ nhíu mày lấy tay đem cổ cho bưng kính đi đầu làm khó dễ nổ hống các ngươi lũ khốn kiếp này ăn tim gấu gan báo ngay cả ta cũng muốn chết biết ta là thân phận gì sao các ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng hắn dò ra bàn tay lớn chụp vào tên kia tay cầm lưỡi dao sắc bén bắt cảnh chiến sĩ, bỗng nhiên vừa dùng lực, cứ thế mà mà đem cho ném ra ngoài cách xa mấy mét. Mắt hổ trừng trừng, căm tức nhìn mặt trước hơn 20 người bắt cảnh chiến sĩ, một chút đều không có chỗ thương lượng, trực tiếp xông tới. Là, hắn là e ngại bắt cảnh chiến thần, biết lấy mình bây giờ địa vị cùng bắt cảnh đối nghịch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng, thiếu gia phân phó phía trước. Đừng nói là lấy trứng chọi đá. Dù là đứng trước mặt chính là một viên kim cương, khối kim cương. Hắn đều phải đụng vào lão tử đánh vào ngủ đến nay liền không có nhận qua dạng này uất khí liền xem như các ngươi là bắt cảnh quân lão tử cũng không quen lấy đều cút ngay cho ta quân tử xông vào bắt cảnh chiến sĩ bên trong hai tay như là luân động mái chèo bự thẳng thắn thoải mái khí thế rộng rãi không người có thể thất trong tay mang theo một tên tiếp lấy một tên bắt cảnh chiến sĩ giống như là ném gà con giống như một cái tiếp theo một cái cho ném ra ngoài những thứ này bắt cảnh chiến sĩ tuy nhiên dũng mãnh trải qua sinh tử nhưng tại chính thức năng lực thực chiến phía trên so với đặc huấn qua đặt chủng binh lính trên thực tế cũng chẳng mạnh đến đâu. So với lão hoàng như thế mũi nhọn bên trong mũi nhọn kém không phải một chút điểm. Chớ đừng nói chi là đối mặt đi qua tầng lãng vung trồng qua quân tử. Căn bản thì không cùng đẳng cấp. Trong nháy mắt, không ra 3 phút, hơn 20 người bắt cảnh chiến sĩ, liền người ngã ngựa đổ ngã xuống một mảnh, thống khổ hoặc che ngực, hoặc khoanh tay cánh tay, nguyên một đám sắc mặt thống khổ, lại tràn đầy phẫn quốc trừng lấy bên này. Thiếu gia, chúng ta đi. Quân tử đối với bọn này bắt cảnh chiến sĩ nhìn hầm hầm, nhắm mắt làm ngơ, quay đầu về tầng lãng cung kính mở miệng ngay lúc này tiểu khu lối vào chỗ có chỉnh tề to tiếng bước chân dần dần truyền đến đập vào mắt chỗ một loạt tiếp lấy một loạt thống nhất chế thức phục trang tay cầm đều nhịp vũ khí bắt cảnh chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề chính diện đi tới ước chừng có gần hơn 300 tên võ trang đầy đủ bắt cảnh chiến sĩ đây chỉ là trên mặt nổi còn có không biết bao nhiêu tiềm tàng tại tiểu khu âm thầm cái này hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ theo vị trí giữa chia cắt ra đến phân biệt rõ ràng tạo thành một cái lối nhỏ một tên thân mang đường trang đích trung niên nam tử long hành hổ bộ đi ra ngoài cười nhưng trong không cười nói, muốn đi. Hỏi qua trong tay của ta bắt cảnh đao không có. Chương 436, Tần Lãng, ta cùng nhà ngươi chiến thần là huynh đệ. Trung niên nam tử tên là Long Câu, chính là bắt cảnh chiến thần dưới trướng, thứ nhất xuất chúng một tên chiến tướng một trong. Hắn tự mình đến, để rất nhiều bắt cảnh chiến sĩ, đều an lòng xuống tới, giống như là tìm được người đáng tin cậy. Ngươi là mặt đen sát thần. Quân tử nhìn lên trước mặt vị này màu da phía trên cực kỳ xuất chúng trung niên nam tử, liếc một chút liền nhận ra hắn thân phận. Không thể không nói, trước mặt nam tử này tại bắc cảnh cực kỳ nổi danh chính là một tên cực kỳ kiêu dũng thiện chiến hãng tướng người xưng mặt đen sát thần so danh tiếng của hắn không biết to được bao nhiêu lần long câu bên cạnh có một tên bắc cảnh chiến sĩ nhỏ giọng báo cáo vài câu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía quân tử biết thân phận của ta ngươi còn muốn ngăn trở luân hồi lén ám sát ta bắc cảnh cao tầng chính là là tử tội chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy dựa vào sức một mình có thể theo ta bắc cảnh quân dưới tay cứu ra người này quân tử tại đối mặt vị này so với chính mình thành danh không biết sớm bao nhiêu năm mặt đen sát thần ngắn mũi thất thần về sau ngay sau đó liền nhớ tới tới chính mình hiện nay thân phận đã đi tới mặt đen sát thần mặt đối lập đồng thời đứng ở cùng một cái độ cao đối phương là bắt cảnh nhất tinh tướng chủ hắn cũng không ngoại lệ tất cả mọi người là trên bờ vai gánh lấy một cái đầu ai sợ ai chẳng lẽ lại cái này bắt cảnh mặt đen sát thần muốn càng thêm ngư bức trên bờ vai gánh lấy chính là cái bô hắn lạnh hừ một tiếng luân hồi giết người cùng ta nhà thiếu phu nhân có quan hệ gì muốn báo thù rửa hận, các ngươi tìm luân hồi đi, tìm ta nhà thiếu phu nhân làm cái gì? Vừa dứt lời, quân tử liền cảm nhận được một đạo ánh mắt tán dương từ phía sau quan tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng nhìn lại trong ánh mắt của hắn, giống như là tìm được thất lạc nhiều năm thân ca ca đồng dạng, là như vậy thân thiết. Trong lúc vô hình, sống lưng của hắn ưỡn đến mức càng thẳng tắp. Ngươi là? Long Câu nhìn về phía Tần Lãng, có thể làm cho một vị nhất tinh tướng chủ tôn xưng là thiếu gia, hắn thân phận, tất nhiên không thể coi thường. Nơi này không phải bắt cảnh, cũng không phải địa bàn của hắn, tự nhiên đến cẩn thận ước lượng một phen. Tần lãng đạm mạc, tần lãng. Long câu chân mày cao lại. Tần lãng. Tần gia. Có thể làm cho một vị nhất tinh tướng chủ tôn xưng thiếu gia, ngoại trừ đô thành cái kia tần gia, không còn có gia tộc khác, có thể có dạng này khí phách. Tần gia người. Chẳng lẽ lại là tần gia vị kia đời thứ ba một cái duy nhất dòng chính người thừa kế tương lai. Lông mày của hắn, càng khóa gấp. Cái này hoàng khố, làm sao cùng luân hồi thông đồng đến cùng một chỗ. Tuy nói là đứng tại mặt đối lập, nhưng đối với luân hồi dạng này sát thủ bản người đứng đầu, hắn vẫn là hiểu rõ một hai, tuyệt đối cao ngạo tính cách, nếu là thần phục hoặc là trở thành hắn chủ soái nữ nhân, cái kia ngược lại là hợp tình lý, như thế nào lại coi trọng tầng lãng dạng này nhị đại tử. Chẳng lẽ lại, tin tức có sai, trước mặt nữ nhân này, căn bản cũng không phải là chân chính luân hồi. Tần lãng không nói thêm lời, hắn cùng cái này cái gọi là mặt đen sát thần, căn bản thì không cùng đẳng cấp. Nếu quả như thật muốn đối so, cái này long câu cũng là dịp thần trước mặt một cái tiểu mã tử, một mực cùng đi theo, cho dù là tại Giang Nam quận, cũng một mực đi theo Diệp Thần. Muốn là dựa theo người thiết lập đi đối đánh dấu. Rất rõ ràng, quân tử cùng Long Câu, rõ ràng là đụng người xếp đặt. Hắn lôi kéo luân hồi tay nhỏ, đường hoàng hướng về bắt cảnh chiến sĩ phương hướng đi tới. Hoàn toàn có thể đường vòng rời đi. Nhưng là, không có cái kia tất yếu. Xoát xoát xoát. Hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ, đem chế thức binh khí, nhắm ngay tầng lãng, sắc bén hàng mang, tại diệu dương dưới, tản ra rạng rỡ quan huy. Cũng chính là chỗ này sớm bị bắt cảnh phong tỏa bằng không, tùy tiện một người đi đường quay chụp mấy tấm ảnh mảnh thượng truyền đến võng thượng đi, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. các ngươi có thể rời đi, nhưng luân hồi không được, nàng ít nhất phải cùng ta trở về, điều tra rõ ràng về sau, làm tiếp quyết đoán. long câu lạnh nói, không thể nghi ngờ mở miệng lần nữa. tầng gia mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng bọn hắn bắt cảnh cũng quả quyết không phải tùy ý một người liền có thể nắm. đâm giết bọn hắn bắt cảnh cao tầng, chỉ là một cái tầng gia người thừa kế tương lai muốn bảo vệ. một câu phân lượng, còn chưa đủ. tần lãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua long câu giống như là đối đãi một cái đần độn liền nửa bước đều không có dừng lại tiếp tục đi tới đem lời nói của ta làm không khí hay sao long câu tức giận xuất thủ trước phóng tới tầng lãng liền muốn đem bên cạnh luân hồi cho đuổi bắt xuống hắn nhận được tin tức luân hồi thân chịu trọng thương hiện tại mặc dù sắc mặt hồng nhuận phân phớt nhưng hơn phân nữa là giả vờ hắn một người liền có thể cầm xuống đến mức tầng lãng cùng cái này miệng cọc gan thỏ nhất tin tướng chủ dù là lại thế nào không tình nguyện cũng vô pháp ở trong tay của hắn đem luân hồi cấp cứu đi luân hồi bị nắm tay nhỏ siết chặt cước bộ dừng lại muốn muốn kéo tay về trên lòng bàn tay trước nghênh địch có thể tần lãng lại là đem bàn tay nhỏ của nàng cho nắm lấy không nên ngươi động thủ sự tình thì không nên động thủ cái gì tông tép nhỏ bé đều muốn ta tần lãng nữ nhân đi đối mặt đem ta thể diện thả ở nơi nào luân hồi nghe lời buông lỏng bàn tay mặc cho tần lãng mười ngón giao tiếp cũng không phản kháng chỉ là đỏ bừng một cái gương mặt trước mặt nhiều người như vậy ngượng ngùng thõng xuống đầu ngay tại long câu sắp tối tần lãng trước mặt một bóng người theo bên cạnh ngang vọt ra một cái tiêu chuẩn bắt cực quyền thiết sơn kháo đem long câu cái kia lưng hùng vai gấu tráng kiện thân thể đụng ra ngoài. Tê tê. Quân tử lão đảo đứng vững, nhịn đau khổ, sửng sốt không có dùng tay đi vào bờ vai của mình. Tâm lý cảm thán, cái này mặt đen sát thần quả nhiên danh bất hư truyền, thân thể thì cùng làm bằng sắt giống như, đâm đến hắn phản chấn trở về, một trận tâm thần rung động, kém chút không có đình chỉ, liền muốn kêu thành tiếng. Hắn nhịn đau, quát, các ngươi bắt cảnh khí thế thật to lớn, đầu tiên là dĩ hạ phạm thượng, ra tay với ta, suýt nữa đem ta giết chết. Chọn bây giờ tới cái nhất tin tướng chủ, càng là muốn đối thiếu gia nhà ta ra tay khi các ngươi bắt cảnh là thiên hạ vô địch hay sao long câu bẻ bẻ cổ hoạt động một chút thân thể vừa mới cái kia một chút quả thực không dễ chịu hắn cau mày nhìn lấy quân tử tâm lý nhấc lên mấy phần cảnh giác bất mãn nói dù sao cũng là một tên nhất tinh tướng chủ thực lực cũng cũng không tệ lắm làm sao khác không nhìn thấy chỉ là cái này trả đũa bản sự khiến người ta gặp ác tâm như vậy đâu trả đũa lão tử trên cổ vết máu ngươi mắt mù nhìn không thấy vẫn là nói muốn đem đầu hái được ngươi mới có thể thấy được quân tử chỉ chính mình vết thương trên cổ nộ hống lên tiếng làm hắn choáng váng hay sao cố ý cho trên người mình tăng thêm một vết sẹo không phải là vì bây giờ nói chuyện lẽ thẳng khí hùng sao cho dù là bắt cảnh mặt đen sát thần chỉ cần hắn đứng vững được bước chân cùng cái kia cũng có thể so tay một chút thậm chí trong lòng của hắn còn có chút chờ mong so với loại này nổi danh đã lâu nhất tinh tướng chủ hắn chỗ này một mực đi theo thiếu gia bên người làm bảo tiêu đến cùng có thế có bao nhiêu cân lượng tần lãng hiếm thấy mở miệng nhắc nhở một tiếng ra tay chú ý phân tất ta cùng diệp chiến thần là huynh đệ không thể tổn thương hòa khí. Chương 437, cái kia dao động người thời điểm, tuyệt đối nghiêm túc. Dù nói thế nào, cái kia bắt cảnh chiến thần cũng là đám đàn bà bưng ba năm nước rửa chân. Cái này muốn là lúc sau, bạn nhất thật sự có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Dứt bỏ sự thật không nói, hắn chẳng lẽ liền không thể cùng dịp thần xưng huynh gọi đệ. Hừ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đô thành nhất tinh tướng chủ, cũng dám ngăn ở trước mặt của ta. Coi ta bắt cảnh cùng ngươi đô thành một dạng, như thế an bình an lành không có phân tranh không thể. Long câu cười lạnh, không có chút nào tướng quân con để ở trong mắt ý tứ. Bắc cảnh hỗn loạn, toàn bộ nhờ trăm vạn bắc cảnh chiến sĩ đi trấn áp, mà hắn tại bắc cảnh đứng hàng nhất tinh tướng chủ, chính là chủ soái dưới trướng đắc lực nhất một tên tướng tài, như thế nào quân tử cái này đều không có thực quyền nhàn xoa có thể so bì. Thực lực cùng kỹ thuật giết người, có thể cũng không phải thật sự là móc nối. Hắn từ phía sau chiến sĩ bên hông quốc ra một thanh sắc bén đại đao, gào thét ở giữa, luôn động lấy hướng về quân tử phương hướng chém thẳng mà đến. Gió xoáy đao nhận, Hàng mang lộ ra, trực diện quân tử mặt. Tiếp lấy, tầng lãng bánh xe phụ về giữa hai chân quốc ra hai thanh cột vào màu đen trên vỏ đao dao găm, đã đánh qua. Quân tử thuận tay tiếp nhận, cảm ơn một tiếng, ngay sau đó lui lại một bước, lấy hai cái dao găm giao nhau trước người, lấy cậy mạnh đi ngăn cản một thanh này đại đao thế công. Ken. Kim loại giao tiếp, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một đao kia, uy lực quá lớn, chấn động đến quân tử miệng hổ, đều có máu tươi tràn ra, nắm dao găm hai tay, đều phát ra rất nhỏ run rẩy. Rồi chi 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 dao găm theo đại đao sắc bén mặt thẳng tách trượt xuống, mà quân tử cả người cũng tại đại đao phía dưới tới gần long câu, song chủy mở ra muốn đem long câu đầu người tách rời, khí lực cũng không nhỏ. Long câu hừ một tiếng, dẫn theo đại đao lui về phía sau mấy bước tránh đi quân tử đánh lén. hắn thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là nhìn ra trước mặt gia hỏa này không phải hoa kỹ năng, có chút thực lực, có thể ở trước mặt của hắn vẫn không đáng chú ý. Hai người theo đơn giản thăm dò về sau, nhanh chóng mà đụng đụng vào nhau, đang đang kim loại giao tiếp âm thanh bên tai không dứt gia hỏa này thế mà mạnh như vậy vậy mà có thể cùng nhất tinh tướng chủ đấu tại một khối không có bị miễu sát quá khó mà tin nổi một cái nho nhỏ thiên hải thành phố thế mà còn ra bực này cường hãn nhân vật cái này muốn là tại bắc cảnh chí ít cũng phải là một tên tướng chủ cấp bậc tồn tại hừ mạnh hơn cũng không có long tướng chủ lợi hại không nhìn thấy gia hỏa này đã kiệt lực sao trên thân đều đã bị thương sinh tử chém giết cho dù là tại toàn bộ bắc cảnh bên trong long tướng chủ cũng là có thể sắp xếp phía trên danh hào mãnh tướng mấy trăm tên bắc cảnh chiến sĩ Nhìn đến quân tử từng bước một bị Long Câu áp chế, không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Có thể nhìn thấy cấp bậc này quyết đấu, đối bọn hắn mà nói, tựa như là như điên cuồng, hận không thể xông đi lên, cũng theo so tay một chút. Có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, thực lực của mình hoàn toàn cũng là pháo hôi cấp bậc, vô luận là quân tử vẫn là Long Câu, đều hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Phải thua. Luân Hồi nhàn nhạt liếc qua, cũng nhìn thấy quân tử thực lực tiến một bước tăng cường, có thể cái này Long Câu thực lực rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Nói không chừng đều đã tới gần hắn tiểu sư để cái kia cấp bậc tồn tại căn bản cũng không phải là quân tử có thể đi đánh bại chỉ nhất muội tại phòng thủ một lúc sau hao hết khí lực cuối cùng sẽ bị đánh giết nàng vô ý thức sờ về phía võ đao chuẩn bị xuất thủ tương trợ đáng tiếc sờ soạn cái hư không những chuyện này ngươi thì không nên dính vào thương thế mới vừa vặn không cần thiết như vậy vội vã lao ra lại nói không tới sau cùng ai cũng không biết quân tử cùng long câu ai thắng ai thua Tần lãng ánh mắt thủy chung đặt ở đao kia ảnh bốn phía trong chiến trường tràn đầy lạnh nhạt quân tử tại hắn đề bạc dưới, hiện nay thể chất, đều đã đột phá 400 điểm đại quan, không được bao lâu, liền có thể đạt tới 500 điểm. Tuy nói so ra kém long câu loại này kiêu dũng thiện chiến nhất tinh tướng chủ, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không liền phản kháng năng lực đều không có. Chí ít quân tử tại trước mắt mà nói, còn có thể làm đến tự vệ. Đông. Một tiếng ong ong, đao ảnh nổ tung. Quân tử té bay ra ngoài. Long câu lão đảo sau lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, bại tướng dưới tay. Mang theo chủ tử của ngươi, từ nơi này rời đi nếu không bắt cảnh lửa giận, ngươi không cách nào gánh chịu. Quân tử cắn răng, siết chặt chủy thủ trong tay, máu tươi rò rỉ chảy ra, cũng không hề hay biết. Thả con mẹ ngươi chó rắm thối. Ai nói lão tử bại? Muốn là ngươi có thể giết lão tử, mới coi như ngươi thắng. Hắn hướng trong miệng mất đi một hạt mỹ nhan hoàng, nuốt xuống bụng, thương thế trên người, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kịch liệt khép lại. Không giống nhau long câu bên kia thở dốc, liền một mạch chủ động xông tới. Thừa thế xông lên. Lại mà suy. Tam mà kịp cái này dùng để hình dung long câu không có gì thích hợp bằng lần thứ nhất giao chiến long câu vững vàng chiếm thượng phong hung hăng áp chế quân tử nhưng đến hồi hai còn không có cho hắn thở dốc cơ hội quân tử đã vọt tới trước mặt hắn không cho cự tuyệt liền lại đấu ở cùng nhau cùng hắn khí tức hỗn loạn so sánh quân tử đang chém giết quá trình bên trong khí tức lại là bày biện ra một bộ càng ngày càng bình ổn trạng thái hồi ba đã là quân tử đè ép long câu đánh đối mặt tay cầm hai thanh thủy thủ quân tử long câu hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ vừa lui lại lui. Lui không thể lui. Thẳng đến bị quân tử giết thối lui đến mấy trăm tên bắt cảnh chiến sĩ trước mặt. Long tướng chủ thế mà bại. Cái này sao có thể? Long tướng chủ trăm thắng chi tướng, vậy mà tại một cái thiên hải thành phố, bị người cho đánh bại. Bắt cảnh trong chiến sĩ, truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Nghe đến mấy câu này Long câu cắn chặt răng, cảm giác sâu sắc xấu hổ. Hắn tận khả năng bình địa vững vàng tâm cảnh, đứng vững thân hình, không cam lòng gào thét, tựa như là gặp được chơi lừa gạt tiểu nhân đồng dạng ngươi đập đó là cái gì dược vật vì một cái nhị đại tử không tiếc hy sinh chính mình sau này khả năng hôm nay cũng muốn bảo vệ hắn một cái ý niệm trong đầu cho dù là ngu ngốc cũng đã nhìn ra căn bản cũng không phải là quân tử mạnh lên mà chính là hắn trở nên yếu đi quân tử đập cái kia viên thuốc có khôi phục thương thế cùng hồi phục thể lực kỳ hiệu cái này loại dược vật tác dụng thời gian nhanh chóng như vậy tất nhiên là có to lớn sau tác dụng nguy hại vô cùng cái này giống như là tại thanh minh không phải hắn yếu địch mạnh mà là đối phương sử bị ổi vô sĩ thủ đoạn quân tử lao khóe miệng máu tươi lại dập đầu một cái mỹ nhan hoàng liếc mắt đánh không lại đặt chỗ này vu quan hãm hại đâu nói ta trả đũa hiện tại ngươi cái này dội nước bẩn bản sự cũng không nhỏ a à. mỹ nhan hoàng nguy hại vô cùng thiếu gia cho dược vật của hắn có hay không nguy hại trong lòng của hắn còn không có đếm sao không nói trước thiếu gia bản thân đều đập thì sạch là hắn cái này dùng sau hiệu quả tiêm chỉ liên trương giám đốc dựng thẳng lên chân ngón cái đều nói tốt thiếu gia chúng ta đi gia hỏa này không phải là đối thủ của ta lại dám ngăn trở ta dùng cái này hai thanh tiểu đao kéo cái mông mở cho hắn mở mắt quân tử hừ hừ hai tiếng khoa tay lấy trong tay hai cái dao găm đối với long câu uy hiếp lên còn không đợi tần lãng mở rộng bước chân long câu không quan tâm trống to giống là vì phấn chấn bắt cảnh quân uy lại như là đang vì mình kêu không bằng phẳng bắt cảnh chiến sĩ ở đâu giết ta bắt cảnh người người nếu có người bảo hộ như thế nào giết 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 đinh tai nhức ốc tiếng trống giận dữ theo hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ trong miệng gào thét mà ra, hình thành sóng âm, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về tầng lãng phương hướng, đánh thẳng tới. Luân hồi cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía tầng lãng, giống như là tại hỏi thăm, đến đón lấy nên làm cái gì. Hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ, cũng không có cách nào thật đưa các nàng lưu lại. Có thể những thứ này bắt cảnh chiến sĩ, một cái sau một cái dũng mãnh, nếu là khư khư cố chấp ngăn cản, liền xem như nàng muốn muốn đi ra ngoài, khẳng định cũng phải giết ra một đường máu. Đến lúc đó, coi như thật cùng bắt cảnh triệt để không chết không thôi trước không nên gấp gáp, cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn, sự tình đến từng bước một làm từng bước đi làm. Tần lãng khoát tay áo, hững hờ nhẹ nhàng. Không để ý cái kia tiếng la giết ngút trời hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ, ánh mắt trông về phía xa, tại cách đó không xa, thấy được từng chiếc màu xanh sẫm xe tải, ngay tại trên đường cái phi nhanh, phá phong tỏa, lao đến. Chương 438, bao che khuyết điểm tần lão gia tử. Rầm rầm rầm. Từng chiếc màu xanh sẫm xe tải, chạy nhanh đến, đều nhịp dừng sát ở an trí phòng tiểu khu lối vào đại mã đường phía trên. Ngay sau đó, từng người từng người thân mang màu đỏ thống nhất chế thức phục trang quận vệ quân theo trên xe tải nhảy xuống tới. Một người vận chuyển gần 30 người, trồng rã mấy chục chiếc thống nhất màu sắc xe tải, vận chuyển gần hơn ngàn tên trang bị đến tận trang quận vệ quân chiến sĩ. Tại nhảy xuống xe về sau, trước tiên hình thành một cái đại hình vòng vây, đem bên trong hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ, cho bao quanh bao vây ở bên trong. Tạo thành bao chè trôi nước cục thế. Quận vệ quân. Bọn gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thấy không rõ trang phục của chúng ta sao? không biết chúng ta là bắt cảnh quân. Có bắt cảnh quân chiến sĩ nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi nhíu mày, nhưng không có người nào sợ hãi, dù là biết rõ không địch lại, vẫn dùng vũ khí nhắm ngay vây quanh phe mình quận vệ quân. Dù là nhân số của đối phương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Long câu cao mày, nhìn qua tại một chiếc xe tải tay lái phụ phía trên đi xuống trung niên nam tử, nhìn thoáng qua hắn trên người tiêu trí, lạnh hừ một tiếng, quận vệ quân chủ soái, vi phong thật to. Đây là muốn đem ta bắt cảnh 300 chiến sĩ, một mẻ hốt gọn. Bắc cảnh chính là như vậy khí phách, dù là tại trên chức vị, trước mặt trung niên nam tử này cao hơn chính mình ra không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng Long Câu cũng không có thần sắc sợ hãi. Trong lòng của hắn, cũng chỉ kính sợ chiến thần một người. Đừng nói là quận vệ quân chủ soái, liền xem như quận thủ tới, hắn liền đầu đều không mang theo thấp một chút. Long Câu, ngươi thật to gan, tại Thiên Hải cũng dám như thế càng rỡ. Nơi này là Giang Nam quận, không phải là các ngươi bắt cảnh, các ngươi một mình phong tỏa một chỗ, có biết đã xúc phạm Giang Nam quận luật pháp, niệm tình các ngươi hộ vệ bắt cảnh có công bản soái không cùng tính toán nhanh chóng rời đi nếu không tự gánh lấy hậu quả trung niên nam tử sắc mặt âm trầm như nước lạnh giọng không mang theo một chút tình cảm trừng lấy long câu nếu là bắt cảnh chiến thần tới hắn sẽ còn kiên kỵ ba phần có thể chỉ là một cái chiến thần dưới trướng nhất tinh tướng chủ ở trước mặt của hắn còn bốc lên không nổi cái gì bọc nước ngươi đây là muốn cùng ta bắt cảnh là địch long câu tức giận toàn thân run rẩy chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục Đầu tiên là bị quân tử đánh bại, sau là muốn sử dụng bắt cảnh chiến sĩ chi uy đem Luân Hồi cưỡng ép đuổi bắt xuống. Có thể không nghĩ tới, ở chỗ này, thế mà còn biết gặp cố ý chạy tới quận vệ quân chủ soái. Cái này muốn là nói, quận vệ quân chạy đến cùng tầng lãng không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Như thế nào địch, như thế nào bạn. Tại giang nam quận địa giới, liền phải dựa theo giang nam quận quy củ đến làm việc. Đừng đem bọn ngươi bắt cảnh cái kia giả mang một bộ mang vào. Lời nói ta chỉ nói một bên, tại Thiên Hải tại Giang Nam quận, ta quyết không cho phép các ngươi tùy ý làm bậy. Trung niên nam tử đưa tay, hơn ngàn tên màu đỏ phục trang quận vệ quân, đều nhịp đem vũ khí nhắm ngay bao vây vào giữa bắc cảnh chiến sĩ. Giết! 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 Hơn 300 tên bắc cảnh chiến sĩ, hồn nhiên không sợ, gào rú chấn thiên. Có thể đứng tại phía trước nhất Long Câu, lại là cắn chặt hàm răng, siết chặt thiết quyền, ánh mắt tại trung niên nam tử cùng tầng lãng trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhìn một lần lại một lần. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bắc cảnh chiến sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không thể lấy một chọi mười, huống chi còn là chủ soái tự mình xuất lĩnh trang bị tinh lương quận vệ quân. Hôm nay, người này, hắn là nhất định mang không đi. Hắn dương mắt nhìn về phía tầng lãng phương hướng, nghiêm túc nói, Bắc cảnh muốn người, tuyệt đối không có người có thể một mực che chở, người hôm nay cùng ta Bắc cảnh là địch, sớm muộn có một ngày, chiến thần đại nhân sẽ để cho ngươi hối hận. Không sao, ta cùng đại nhân nhà ngươi là hảo hữu chí giao, là huynh đệ. Tần lãng khoát tay áo, sắc mặt lạnh nhạt. Hừ. Long câu lạnh hừ một tiếng, không nói một lời mang theo hơn 300 tên bắt cảnh chiến sĩ cùng tìm tàng trong bóng tối người, toàn bộ thối lui. Thẳng đến tất cả bắt cảnh quân toàn bộ rời đi, cái kia hơn ngàn tên quận vệ quân mới theo sát lấy rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không có nói nhiều một câu vô dụng lời nói. Chính là tên kia quận vệ quân chủ soái, cũng chỉ là nhìn tầng lãng liếc một chút, không nói quay đầu bước đi. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Quân tử một mặt buồn bực tiến lên, hồ nghi nhìn tầng lãng. Luân hồi lại là hiếu kỳ truy vấn, đây là có chuyện gì? vừa mới cái kia cái trung niên nam tử thật là giang nam quận quận vệ quân chủ soái ta làm sao nhớ đến trước kia giống như không phải người này còn có hắn làm sao lại tới nơi này nàng rất là không hiểu hoặc là chính mình nhớ lầm hoặc là cũng là đổi người cũng mặc kệ là nguyên nhân gì giang nam quận, quận quận vệ quân chủ soái cái kia là nhân vật cỡ nào liền xem như tầng lãng bối cảnh ngập trời dạng này chân chính đại nhân vật cũng không có khả năng như thế hèn mọn đến thay hắn bãi bình sự tình a hoàn toàn không có cái kia tất yếu chỉ cần vừa mới cái kia cái trung niên nam tử một câu hoàn toàn có thể phá dưới tay người đến bình sự tình, không cần tự mình đi một chuyến. Đồng thời, còn cái gì lời nói đều không nói, liền đi. Tuy nhiên ta không biết hắn, nhưng hắn thiếu ta một ân huệ lớn bằng trời, hô một tiếng, liền đến. Tần lãng ngáp một cái, ông luân hồi eo thon chi, hướng trong ngực của mình nắm thật chặt. Luân hồi vốn nên kháng cự, chí ít ngay trước quân tử trước mặt, không cần phải mặc cho tần lãng như vậy tùy ý làm loạn. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến vừa rồi phát sinh một giải chuyện, thì không muốn cũng không muốn đi kháng cự bao quát quân tử thức thời nghiêng đầu qua nàng chỉ có thể đỏ mặt mặc cho bị ôm thẹn thùng về thẹn thùng trong lòng hiếu kỳ lại là không có lắng lại luân hồi vẫn là đỏ bừng một trương vốn nên lạnh như băng hai gò má giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo ngẩng đầu ngưng nhìn sang ta trước đó không cẩn thận xử lý qua một hai trăm tên quận vệ quân tần lãng gãi gãi cái kia eo thông chi luân hồi điểm không ở chỗ này chỗ không có chút nào dị thường vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói ngươi giết quận vệ quân không phải cần phải cùng quận vệ quân chủ soái kết thù sao làm sao hắn sẽ còn thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời cố ý tới nơi này giúp ngươi bãi bình sự cố tần lãng buồn cười ở tại trên mông bấm một cái làm sao bị ta ôm ngươi đầu của mình dư cũng không biết đi loanh quanh đây chính mình sẽ không nghĩ sao ngươi không phải nói trước đó quận vệ quân chủ soái còn không phải vừa mới nam tử kia cái kia có ý tứ gì không phải liền là trước kia tại trên vị trí này là người khác vừa mới nam tử kia muốn thượng vị khẳng định đến có lý do a à, muốn có chuyện phát sinh a à. rất hiển nhiên lúc trước ta không cẩn thận xử lý cái kia một hai trăm tên quận vệ quân cũng là lý do mà hắn tiền nhiệm chỗ lấy sau đó đi bên trong có một bộ phận sự tình rất khó đi nói rõ nói như thế nào đây dù sao da da của ta bên kia đi nhìn ta bị khi phụ thì đặc biệt không thoải mái nhất là tên kia cái mông cũng không quá sạch sẽ dứt khoát liền để hắn về nhà nuôi cá đi tần lãng cảm thán một tiếng bao che khuyết điểm bàn về bao che khuyết điểm người nào có lão gia tự bảo vệ khoa trương như vậy người ta là bao che khuyết điểm lão gia tử đây là hơi một tí che chở che chở thì hộ gấp mắt. Chương 439, Luân hồi cùng tiếu gia tỷ muội. Luân hồi mím khóe miệng, do dự trong chốc lát, chung quy là không tiếp tục nói ra lời gì. Nàng cảm giác mình trước kia đã đủ cao đánh giá tầng lãng bối cảnh. Có thể theo hiểu rõ càng sâu nhập, thì càng phát phát hiện, tầng gia xa không chỉ chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tầng lão gia tử năng lượng, lớn đến để cho nàng theo không kịp cấp độ. Lại có thể ảnh hưởng đến quận vệ quân chủ soái lên xuống. Nàng cúi đầu, theo tần lãng nắm tay của mình mở rộng bước chân liền muốn đi lên phía trước cũng là bị tần lãng cho kéo lại đi chỗ nào luân hồi hiếu kỳ ngẩng đầu không phải nói muốn rời đi nơi này sao tần lãng gương mặt buồn cười mới vừa rồi là đi cho đám kia bắt cảnh gia hỏa nhìn hiện tại người cũng đã bị điều đi còn đi cái gì trở về thôi đều là muốn đi tìm một cái phòng vừa vặn đã có sẵn còn không có người giám thị làm gì còn nhiều hơn chạy một khoảng cách luân hồi cúi đầu theo tần lãng bước chân cũng không quay đầu lại bị mang đến chính mình ở tạm nhà lầu quân tử ở phía sau nhìn thoáng qua xác nhận không lại cần chính mình cái này bóng đèn về sau mới thành thành thật thật trực trên đầu mây bác cũng là không hề rời đi mà chính là đứng tại cửa tiểu khu tùy thời đề phòng để phòng bắt cảnh có cái gì không thức thời gian hỏa đi mà quay lại tần lãng tại trở lại hai phòng ngủ một phòng khách phòng nhỏ về sau bưng cái kia một bình còn không có lạnh thấu nước ấm cho luân hồi rót một chén trà uống nhiều nước một chút bổ sung bổ sung chút nước phân người thân thể này vừa khỏi hẳn không bao lâu thể nội còn cần gia tốc sự trao đổi chất nước là ắt không thể thiếu luân hồi hai tay dâng nước ấm giống như là muốn dùng cái ly ngăn trở gương mặt của mình giống như ỉ vào cái ly nhỏ giọng mở miệng sắc trời cũng không sớm ta chỗ này cũng không có đồ làm bếp cái gì ăn cơm cũng không tiện muốn không chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn một chút gì a à. không biết chuyện gì xảy ra cùng tần lãng đơn độc đợi tại trong một cái phòng nhất là không có còn lại bức thiết sự tình áp ở trong lòng luôn cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp rõ ràng tần lãng ánh mắt chính là như vậy thanh tịnh thế nhưng là trong đầu của nàng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng lại hiện ra một số làm cho người khó có thể mở miệng hình ảnh thật không biết là tần lãng cho nàng mang tới tâm lý quá lớn vẫn là suy nghĩ của nàng đã phát sinh cải biến bắt đầu có phương diện kia tự chủ ý thức trong tiệm cơm đồ ăn cũng không thế nào vệ sinh còn có người thương thế mới khỏi không thích hợp nhiều lần đi lại thì đợi ở nhà đi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi điểm đặc biệt bán ha ha thì được tần lãng hảo tâm trấn an luân hồi tâm lý không khỏi muốn phản bác trong tiệm cơm đồ ăn không vệ sinh chẳng lẽ lại thức ăn ngoài còn càng thêm khỏe mạnh có dinh dưỡng có thể theo tần lãng ở trên ghế salon cố ý tới gần cầm bàn tay của nàng để cho nàng đem tất cả phản bác ngữ đều cho nuốt vào trong bụng phản kháng không 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 nàng hiện tại là một chút xíu tâm tư phản kháng đều không có thậm chí không biết có bao nhiêu hoài niệm trước kia tần lãng chủ động quan tâm nàng thời điểm nhưng cốt xấu qua dài như vậy một đoạn thời gian nhất là nàng chưa từng có như vậy bình thường cùng tần lãng từng có thân mật tiếp xúc trong lúc nhất thời lại là không quá quen thuộc lên theo bản năng kiếm cớ nói ta cảm giác trên người có điểm không quá dễ chịu trước đi tắm nói xong liền ngẩng đầu mím khóe miệng ngắm nhìn tần lãng đôi mắt nếu như bị cự tuyệt nàng cũng sẽ không cố mà làm cũng không thể uổng phí tần lãng nổi khổ tâm lớn như vậy thật xa chạy tới chính là vì cho nàng đưa ngàn năm thiên sơn tuyết liên còn là mình không nỡ phục dụng cái chủng loại kia thậm chí còn tốn công tốn sức giúp nàng giải quyết trước khi lưu lại mầm tai vạ vô luận là về tình về lý nàng đều không có tư cách cũng không muốn đi cự tuyệt tần lãng yêu cầu chỉ cần tần lãng một câu dù là tâm lý lại thế nào không thích ứng nàng cũng sẽ từ từ đi tiếp thu có thể Tần Lãng lại không có trước kia cái kia phần khỉ gấp, một mặt nghiêm nghị buông lỏng bàn tay, nhẹ gật đầu, cũng là, ngàn năm thiên sơn tuyết liên là thánh dược chữa thương, không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn tương đương là gián tiếp giúp người bài xuất thể nội đại lượng tạp chất. Như thế nghiêm nghị Tần Lãng, ngược lại là đem Luân Hồi nói có chút mộng. Làm sao cảm giác giống như là biến thành người khác giống như. Như thế nghiêm túc. Làm gì muốn như thế nghiêm túc a? À? Đột nhiên, cho nàng cả sẽ không, thậm chí có chút hối hận vừa mới không cần phải tìm như thế một cái lấy cớ, lấy đến mức hiện tại nàng cưỡi ngựa khó xuống đi thôi, có chút không nở, không đi thôi, còn ra vẻ mình khẩu thị tâm phi. Cân nhắc liên tục, nàng vẫn còn có chút u ám nhìn chằm chằm tần lãng một hồi, tại không có đạt được đáp lại về sau, đứng dậy cầm đổi tắm giặt quần áo tiến vào phòng tắm. Ào ào ào. Nước ấm theo vòi hoa sen bên trong vẩy xuống, để luân hồi cái kia da thịt trắng loãng phía trên, xuất hiện trong suốt dọc nước, từng hạt theo uyển chuyển dáng người, dọc rơi xuống đất cục gạch phía trên. Là tần lãng thay đổi. Vẫn là nàng không đủ có mị lực của nữ nhân rồi. Cũng hoặc là nói là, đang bị đạt được về sau, chính mình thì lộ ra như vậy râu ri rồi. Nước ấm đập tại trên hai gò má, luân hồi trong lòng, không ngừng mà hiện ra nguyên một đám vấn đề. Nếu là tần lãng vẫn là như trước vậy rất hung ác, nàng nhiều nhất cũng là ngoài miệng nói một chút không tình nguyện, trong lòng vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy như thế hình ảnh. Nhưng đột nhiên ở giữa, tần lãng biến đến như thế chững chạc đàng hoàng, để cho nàng trong lúc nhất thời lâm vào lo được lo mất bên trong. Bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không không đủ có mị lực, tần lãng tâm lý có phải hay không cảm thấy nàng râu ri rồi. Bằng không, làm sao lại giống như là biến thành người khác, căn bản cũng không quan tâm những chuyện này. Tâm tư hỗn loạn luân hồi, đang xoắn xuýt lấy tầng lãng trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, tăng thêm có tắm gội tiếng nước chảy, đều không có nghe được bên ngoài phòng tắm mặt một số tiểu động tĩnh. Đột ngột, có một bộ thân thể từ phía sau nhích tới gần. Luân hồi như bị sét đánh, cả người đều theo bản năng hướng về phía trước lão đảo hai bước. Nàng đỏ mặt gò má, quay đầu liếc qua, xấu hổ nói, "Ngươi, ngươi làm sao tiến đến rồi?" Tần Lãng mặt mũi tràn đầy chính trực, "Ngươi đây không phải thương thế mới khỏi?" trên thân khẳng định bài xuất không ít tạp chất phía sau lưng ngươi cũng không tốt đi lau ta giúp ngươi chà chà lưng cái kia không đem ngươi quần áo trên người cho dính ướt sao ta chỗ này cũng không có ngươi đổi tắm giặt quần áo luân hồi tâm lý không phải nghĩ như vậy có thể miệng bên trong nói ra lại là cự tuyệt ngữ tần lãng ngược lại là không có để ý như vậy ba giây đồng hồ năm bộ y phục gọn gàng rút đi chỉ cần ta không mặc thì xối không quần áo ướt cũng chính là y phục mặc thiếu bằng không tần lãng không thiếu được đến biểu diễn một phen tuyệt kỹ ba giây mười tám bộ y phục giống như chơi đùa Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia 18 bộ y phục là xuyên tại cái khác đám nữ hài tử trên thân. Theo tầng lãng ôm nhu lau, luân hồi dần dần, đem một viên bất an tâm, đều bỏ vào trong bụng. Có lẽ, là nàng nghĩ nhiều lắm. Kỳ thật dạng này, mới tính là tình yêu chân chính. Vốn chính là bình bình đạm đạm bên trong mang theo có chút tiểu may mắn cùng tiểu hạnh phúc, nơi nào có nhiều như vậy anh anh em em. Tần lãng cũng là thịt làm, trên thân còn có thương thế, lại làm sao có thể sẽ có phương diện kia tiểu tâm tư. Quả thực là nàng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về một nghìn nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên chính nhắm đôi mắt đẹp luân hồi đột ngột toàn thân run rẩy nàng cắn môi đỏ đầu cũng không tiện về ngượng ngùng trong thanh âm đều mang run rẩy ngươi cái này lại là có ý gì tần lãng lộ ra ấm áp nụ cười kỹ năng thân hòa lv 10 mở ra lấy tay đem sợi tóc về sau vuốt vuốt nghiêm nghị trả lời kỳ lưng nha bên trong giọt xoa xoa một bên khác bị tần lãng theo chính mình mướn trong phòng đuổi ra ngoài tiếu sở sở cùng tiếu băng băng ngay tại trong quán cà phê uống cà phê trò chuyện một số có không đến chợt thấy từng chiếc xe tải vận chuyển lấy quận vệ quân đội ngủ lúc liền ý thức được không thích hợp hai tỷ mũi liếc nhau đều đi theo theo dõi không lâu tại nhìn thấy có không ít người hiểu chuyện bị giam thẻ ngăn cản bên ngoài tình huống lại là phát huy ra tự thân năng khiếu tìm cái đối lập yếu kém phong tỏa chỗ thuận thế lật lại tình huống có điểm gì là lạ vừa mới ngăn lại người qua đường hẳn là bắt cảnh quân trên người bọn họ phục thị độc nhất vô nhị còn có từng chiếc vận chuyển lấy quận vệ quân xe tải cũng là hướng về cùng một cái phương hướng đi qua Nơi đó là tứ sư tỷ tạm thời chỗ ở, chẳng lẽ lại là bắt cảnh quân cùng quận vệ quân đồng thời đối tứ sư tỷ làm khó dễ. Tiếu Băng băng khẩn trương lầu bầu một tiếng. Đồng môn sư tỷ muội bên trong, mâu thuẫn về mâu thuẫn, nhưng trong nội tâm đều là có thân hậu tình cảm, từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, lại làm sao có thể đối Vu sư tỷ gặp nạn mà nhắm mắt làm ngơ. Tình huống nguy cấp, không kịp thông báo đại sư tỷ các nàng, chúng ta trước đi qua, nhìn xem tình huống, trước đem Luân Hồi sư tỷ cho cứu ra lại nói. Hẳn là Luân Hồi sư tỷ trước đó ám sát bắt cảnh cao tầng sự tình bạo lui bây giờ bị bắt cảnh người theo dõi. Liên quan tới luân hồi đã từng tại thế giới dưới lòng đất làm sát thủ một ít chuyện, tiếu sở sở còn là hiểu rõ không ít. Chủ yếu nhất là, nàng từng theo tứ sư tỷ có hợp tác, rất nhiều tại trên quốc tế không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn đi xử lý ác phạm, nàng đều sẽ dùng tin tức ngầm cáo tri tứ sư tỷ để hắn đi hỗ trợ xử lý. Nói lại không dễ nghe một chút, bắt cảnh vụ án kia, thì cùng với nàng có quan hệ, sau đó hồ sơ tiêu trừ, cũng là cao tầng làm sự tình, vì phòng ngừa bắt cảnh bên trong người liên lụy quá sâu, cho nên cho đè xuống đem tất cả hậu quả đều ném cho thuộc tại thế giới dưới lòng đất tứ sư tỷ để lúc nào đi cổng nồi lần này tứ sư tỷ thân chịu trọng thương còn bị bắt cảnh quân cùng quận vệ quân vây kín chặn đường sợ là sẽ phải lâm vào tuyệt cảnh nàng trong lòng quyết định vô luận trả cái giá lớn đến đâu đều phải đem tứ sư tỷ cho hoàng hoàng chỉnh chỉnh cứu ra vô luận như thế nào có thể nhân lực chung quy là so ra kém bốn cái bánh xe chờ tiểu gia hai tỷ muội đuổi tới cửa tiểu khu thời điểm đã là trống rỗng không có người nào chỉ có cửa tiểu khu còn có lưu chiến đấu dấu vết lưu lại ra chuyện tứ sư tỷ sẽ không bị giết a à. tiểu tiếu băng băng tâm lý bóp một cái mồ hôi lạnh tiếu sở sở nhanh chóng lắc đầu không có khả năng tứ sư tỷ liền xem như thân chịu trọng thương cũng sẽ không yếu đuối như thế không chịu nổi huống chi nơi này chiến đấu dấu vết đều còn chưa kịp thanh lý muốn là thật sự có ngoài ý muốn làm sao có thể không lưu lại vết máu đi trước tứ sư tỷ nơi ở nhìn xem tiếu gia hai tỷ muội nhanh chóng hướng về luân hồi ở tiểu khu lầu chạy tới tình cảnh này đều rơi vào cách đó không xa ngồi tại mây bát bên trong quân tử trong mắt hắn lấy ra điện thoại di động bệnh thành một cái tin nhắn ngắn cho thiếu gia phát tới qua gần một phút đồng hồ đều không có thu đến hồi phục vừa định gọi điện thoại tới nói rõ ràng thế nhưng là nghĩ nghĩ nhìn thoáng qua đồng hồ xác định thiếu gia đã cùng luân hồi tiểu thư đơn độc ở chung có hơn phân nửa giờ thời gian dựa theo lẽ thường đi suy tính thời gian này điểm thiếu gia đều là không có không đi nhìn điện thoại di động muốn là quấy rầy đến ngược lại không đẹp chỉ có thể coi như thôi nên làm hắn đều đã làm còn lại chỉ có thể đi tướng tính thiếu gia thiếu gia trong lòng của hắn iiz lo lắng đều là dư thừa, tại tình yêu nam nữ phương diện, hắn tại thiếu gia trước mặt, cũng là cái đệ đệ. Quân tử yên lặng cầm điện thoại di động lên, một lần nữa nhìn lên trực tiếp, cho một vị nào đó trương mụ mụ soát mười phát đại hỏa mũi tên, hưởng thụ lấy vị này thành thục nữ dẫn chương trình cảm tạ đại ca thế công. Mà lúc này tiếu sở sở cùng tiếu băng băng, đã đi tới luân hồi cửa phòng, tại năm lần bảy lượt gõ cửa không có đạt được đáp lại về sau, giận mà một chân đem cửa cho đạp ra. Tiếu băng băng lo lắng bốn phía nhìn quanh, tứ sư tỷ. sở sở làm cái chớ lên tiếng động tác, kéo muội muội cánh tay, chỉ chỉ trên bàn trà để đó hai cái cái ly, vừa chỉ chỉ phòng tắm phương hướng, có thể thông qua đánh bóng pha lê, nhìn đến ánh sáng bên trong. Hai tỷ muội, bởi vì nghề nghiệp đặc thù, đối với mấy cái này rất nhỏ phương diện quan sát, phá lệ chú trọng. Liếc một chút liền nhìn ra bên trong môn đạo. Tứ sư tỷ, là ngươi sao? Tiếu Sở Sở cùng Tiếu Băng Băng, thận trọng tới gần, đã lấy ra vũ khí, chỉ cần hơi nhỏ có chút không đúng, liền sẽ xông đi vào. Qua một hồi lâu, ngay tại hai tỷ muội chuẩn bị đột phá phòng tắm cửa lớn thời điểm, Bên trong luân hồi mở miệng, là ta. Tiếu Băng băng thu hồi vũ khí, bưng bít lấy túi tim, thở phào nhẹ nhõm nói, làm ta sợ muốn chết, Tứ sư tỷ. Ngươi cũng thật là, là ngươi gõ cửa thời điểm làm sao đều không mang về lời nói đó a. À? Ta còn tưởng rằng là bắt cảnh quân hoặc là quận vệ quân người ở bên trong đâu. Đúng, vừa mới nhiều như vậy bắt cảnh quân cùng quận vệ quân người hướng về nơi này xuất phát, Tứ sư tỷ ngươi biết tại sao không? Luân hồi quả đoạn lắc đầu, không biết. Các ngươi. Không có việc gì. Đi thôi. Nàng muốn giải thích có thể tình huống hiện tại không cho phép nàng đi giải thích sợ sẽ lộ ra sơ hở đi cái gì đi chúng ta sư tỷ muội bao lâu không có đụng phải người tẩy người tắm chính là đều là người một nhà có cái gì tốt tỵ hiềm cũng chính là người tứ sư tỷ bằng không đổi lại là người khác lời nói ít như vậy ta đều muốn hoài nghi cái này trong phòng tắm có phải hay không còn cất giấu một người nam nhân ngươi là lo lắng lộ ra sơ hở mới cố ý tích tự như kim đây tiếu băng băng một mặt thoải mái ngồi ở trên ghế salon bưng hai cái cái ly quan sát một chút tứ sư tỷ cái này một cái khác cái ly là ai đó a à? sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài giao bạn trai a à. cũng thế trần phàm tên kia đều đã bị mất mạng tứ sư tỷ ngươi cũng không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian tên kia thì không đáng giá cũng là thời điểm cái kia cho mình chỉnh chỉnh quy quy tìm một cái đối tượng biết tứ sư tỷ không có gặp nguy hiểm tiếu băng băng lập tức thả lỏng một chút cố ý đùa nghịch tâm lý biết rõ tứ sư tỷ bản tính một ít chuyện là không thể nào làm ra cũng chính là thừa dịp tứ sư tỷ đang tắm không thể đối nàng làm loạn mới như vậy nói chuyện tiếu sở sở liếc qua muội muội luôn cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, cao mày nói, ngươi để tứ sư tỷ tìm bạn trai, có phải hay không là ngươi cũng có ý định này rồi. Đúng vậy a, à, có ý nghĩ này thế nào? Tiếu băng băng xem thường, ta cảm thấy đại tỷ phu thì thật không tệ. Gia đình bối cảnh không nói, tại toàn bộ Long Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cá nhân nhan trị, cũng không có bắt bẻ, những cái kia trên Internet ngôi sao, đều không nhất định có tầng thiếu gia đẹp trai, so với tầng thiếu gia còn thiếu mấy phần dương cương chi sắc. Tiếu băng băng. Tiếu Sở Sở tức giận, nàng thì biết mình cô muội muội này tâm lý không có cất giấu cái gì hảo tâm nghĩ, đã sớm nhìn ra manh mối, chỉ là không nghĩ tới trong lòng của nàng lại là thật như thế suy nghĩ. Còn nói ra, quả thực thì là không có thuốc chữa. Tiếu Sở Sở tựa như là muốn đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích muội muội đồng dạng, hướng về phía trong phòng tắm luân hồi sư tỷ giật dây nói, "Tứ sư tỷ, ngươi xem một chút băng băng hiện tại giống cái bộ dáng gì? Có tìm bạn trai tâm tư còn chưa tính, còn đem chủ ý đánh tới tầng lãng trên thân." Mọi người đều biết, tần lãng là đại sư tỷ vị hôn phu sau này là vợ chồng ý nghĩ như vậy chẳng lẽ không đáng giá đi phỉ nhổ sao luân hồi lạnh giọng không có việc gì ân ừ. liền đi tiếu băng băng chỉ là thuận miệng nói một chút mà nàng đã thay thế đại sư tỷ giúp nàng thực hiện cái kia tận chức trách nếu như nói tiếu băng băng là khiến người phỉ nhổ cái kia nàng cả đời này còn không biết muốn bị nôn bao nhiêu nước bọt đâu chương 440, long xóa diệp thần tỷ tỷ ngươi không có việc gì cũng đừng đem tứ sư tỷ cho kéo đến ngươi bên kia đi tứ sư tỷ là ai trong lòng ngươi còn có thể không rõ ràng sao chúng ta nhiều nhất thì ngoài miệng nói để cho nàng tìm đối tượng kỳ thực đây chính là nói chuyện viễn vông trần phàm lúc trước cùng tứ sư tỷ đi gần nhất có thể nói là thanh mai trúc mã thế nhưng là kết quả đây nhiều năm như vậy cả tay đều không có kéo qua đây là trần phàm đãi ngộ đổi lại là còn lại nam nhân xa lạ nếu là dám tới gần tứ sư tỷ khả năng còn chưa kịp chiếm tiện nghi sợ là liền đã bị tứ sư tỷ cho non chết tiếu băng băng khuyên nói gặp chị ruột của mình muốn kéo lấy tứ sư tỷ cùng một chỗ đi hạ thấp chính mình nhất thời cảm thấy buồn cười cái này thuộc tại cái gì thuộc về nửa đêm đốt đèn tiếng vừa đắp kính nhà xí không có việc gì cứ kiếm chuyện cức lại nói nàng nói đều là lời nói thật tần lãng muốn cái gì có cái đó liền như vậy cao ngạo đạm bạc đại sư tỷ ở tại trước mặt cũng không dám quá mức khư khư cố chấp liền đại sư tỷ đều có thể hàng phục nam nhân còn có cái gì là đáng giá đi hoài nghi đổi lại là những nam nhân khác nàng lại làm sao có thể sẽ để ý thu hồi ngươi điển tiểu tâm tư kia bằng không để đại sư tỷ biết, để ngươi chịu không nổi. Tiếu sở sở lạnh hừ một tiếng, nhớ tới đại sư tỷ bóng người về sau, trong lòng nhất thời dân lên một cổ áp lực vô hình. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, tiểu sư muội dám làm sự tình, vì cái gì ta không được. Tiếu băng băng xem thường liếc mắt. Tại hai tỷ muội thì tần lãng vấn đề này, bắt đầu tiến một bước truy đến cùng đồng thời, trong phòng tắm luân hồi, đã không biết bao nhiêu lần cánh tay theo trên vách tường trượt xuống. Nàng cảm giác bàn tay của mình chống đỡ vách tường thời gian lâu dài, cổ tay đều có chút đau đến hoảng muốn đổi một loại tắm gội phương thức đi, lại sợ nước trực tiếp rơi trên sàn nhà thanh âm không giống nhau, không có cách nào rất tốt đi che giấu hắn thanh âm của hắn, chỉ có thể một mạch cắn răng, nhắm mắt lại, tại cố nén cổ này không thích ứng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1002. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1003. Một, một bên khác, Giang Nam quận, Lâm Thị tập đoàn công ty cửa chính. Một tên thân mang đơn sơ quần áo thanh niên nam tử, chính ngồi xổm ở đường cái lề đường phía trên, hút thuốc, nuốt mây nhả khói. Ở tại bên cạnh, còn ngồi xổm một vị trung niên nam nhân, mắt hổ không giận tự uy, thế nhưng là nhìn hướng thanh niên trong ánh mắt, lại mang theo nồng đậm kính sợ. Người này không là người khác, chính là vừa trở về giang nam quận Long Câu, Diệp thần dưới tay trung thành nhất chiến tướng. Hắn gương mặt u ám, như thật bẩm báo nói, Long Soái, bắt Cảnh quân tại Thiên Hải làm việc thời điểm, bị quận vệ quân cho cưỡng ép bức lui, là quận vệ quân chủ soái tự mình dẫn đội nhân thủ của chúng ta quá ít, căn bản cũng không có biện pháp cùng chống lại, mà lại nơi này là Giang Nam quận địa bàn, một khi cùng quận vệ quân phát sinh xung đột, sợ là sẽ phải gây nên đại quy mô hơn xung đột. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi ta Diệp thần là được, hô cái gì long soái. Nói ngươi nghe không hiểu còn là làm sao dọt. Diệp thần tức giận tại Long Câu trên đầu quạt một bạc tai, lần sau lại gọi bậy, thì cút cho ta về bắt Cảnh đi. Còn có, hiện tại Bắc Cảnh, một số lớn nhỏ sự vụ, các ngươi những thứ này chiến tướng chính mình đi quản lý, đừng sự tình gì đều đến hỏi thăm ta, ta còn có chính chuyện bận rộn đâu, ta lão bà liền muốn tan việc, đây mới là thiên đại sự tình. thế nhưng là diệp đại ca, luân hồi bên kia ám sát chúng ta bắt cảnh quân một tên cao tầng, đây đối với chúng ta bắt cảnh mà nói, không phải tất sát sao? quy cũ là ngươi định, long câu vẫn còn có chút không cam lòng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha luân hồi, sợ là sẽ phải để trăm vạn bắt cảnh quân khó có thể tin phục a. À. còn có lần này quận vệ quân chủ soái tự mình dẫn đội cùng ta bắt cảnh quân thù địch ta hoài nghi trong đó có tầng gia cái kia dòng chính người thừa kế tại quấy phá nguyên nhân tên kia cùng luân hồi dây dưa không rõ rõ ràng là đã câu được vốn là không có ý định để cho các ngươi lẫn vào chuyện này nếu như các ngươi đem luân hồi giết giết cũng liền giết có thể làm cho trăm vạn bắt cảnh quân vui lòng phục tùng nhưng bây giờ sự tình đã phát phát triển thành dạng này cũng không cần thiết ở trên đây tiếp tục truy cầu lúc trước ta còn không hề rời đi bắt cảnh thời điểm liền phát hiện một chút manh mối rất có thể luân hồi cũng không có giết nhầm người dịp thần thần sắc biến đến sâu thẳm. Nếu không phải hắn biết một số càng thêm bí ẩn tường tình, lại làm sao có thể cho phép có sát thủ tại trên địa bàn của hắn, đem thủ hạ của mình làm thịt rồi. Chẳng qua là cố ý bỏ mặt, mượn đau giết người thôi. Muốn là bắt cảnh quân đem luân hồi làm thịt rồi, hắn liền sẽ đem chuyện nào cho nuốt vào trong bụng, chết cái sát thủ thôi, đối với lâu dài hỗn loạn bắt cảnh tới nói, không thể bình thường hơn được. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển vượt quá đoán trước, muốn là lại nhấc mũi truy cầu, rất có thể sẽ khiến không cần thiết phiền phức, nói thí dụ như một số bí ẩn cho nói ra tới, đến lúc đó sẽ chỉ đối bắt cảnh quân tâm tạo thành dao động chuyện này đến đây coi như thôi diệp thần đứng dậy đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dùng giày mũi nhọn dẫm diệt nhìn thoáng qua lâm thị tập đoàn công ty cửa có mấy bóng người đi ra nhất thời đem long câu cho trở thành một đoàn không khí ném ở một bên cưỡi lên chính mình tiểu điện con lừa ông 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 điều khiển tới nha đây không phải diệp thần sao thật đúng giờ a à, lúc này mới vừa tan ca liền đã ở công ty cửa chờ tốt tiếp lão bà đâu cũng thế lão bà xinh đẹp như vậy nếu là không mỗi ngày nhìn lời nói về sau nếu như bị người đoạt đi, vậy còn không đến hối hận chết a. À? Các ngươi biết cái gì? Người ta diệp thần thế nhưng là trời sinh cũng là ăn bám cái này thiên tài, suốt ngày thì trong nhà giặt quần áo nấu cơm, kiếm tiền đều dựa vào lão bà, có thể không phải tốt như vậy tốt hầu hạ, vạn nhất bị chúng ta CEO cho quăng, vậy nhưng làm sao xử lý a. À? Lâm thị tập đoàn công ty một số cao tầng nhân viên, nhìn thấy giống như quá khứ cửi tiểu điện con lừa chạy tới Diệp thần, không khỏi châm chọc khiêu khích. Lâm Tâm Di, Lâm gia cháu đời thứ ba nữ nhi, Tại Lâm thị tập đoàn bên trong đại diện đảm nhiệm tổng giám đốc, nên tổng giám đốc qua bận rộn sự tình, đều là Lâm Tâm Di đi hoàn thành. Có thể ngoại trừ cái danh này, Lâm Tâm Di không hưởng có bất kỳ CEO cái kia có bình thường quyền lợi, cũng tỷ như những thứ này châm chọc khiêu khích cao tầng nhân viên, nàng đều không có tư cách đi xa thải, thậm chí càng lo lắng bị những nhân viên này đã kích chính mình công tác bất lực. Theo đạo lý, làm Lâm gia người, nàng cần phải tại gia tộc mình công ty bên trong như cá gặp nước. Có thể hết lần này tới lần khác, Nàng không nhận gia tộc coi trọng, làm tổng giám đốc sự tình, lại chỉ cầm lấy một cái tổng giám đốc trợ thủ tiền lương. Rõ ràng cũng là loại kia cầm lấy 8.000 tiền lương quan tâm lấy mấy trăm hơn ngàn vạn đại sinh ý lao lực mệnh. Bận rộn một ngày, vốn là tâm lực tiều tụy nàng, đang nghe đồng sự như vậy lời nói lạnh nhạt về sau, càng là một trận lòng chua sót. Không vì dịp thần, chỉ vì chính mình không đáng.